Thu, lại đây mẹ bảo. Tôi đang lau nhà thì giật mình. Thường ngày giọng mẹ chồng tôi lanh lảnh mắng tôi suốt, sao hôm nay lại hiền thế? Tôi cũng ngừng tay, đi nhanh lại ngồi gần cạnh bà. Dạ có gì không mẹ? Thu à, đã lâu rồi con không về thăm mẹ con phải không? Hôm nay con thu xếp về xem mẹ con có khỏe không nhá. Để mẹ bảo thằng Hiếu về chở con ra bến xe. Nhắc đến mẹ là tôi lại thấy thương. Nhà chỉ có hai mẹ con, từ khi tôi lấy chồng chỉ một mình mẹ ở quê thui thủi. Mấy hôm cũng định xin mẹ chồng về quê mà sợ bà không cho. Hôm nay tự nhiên được bà cho về, tôi mừng muốn khóc. Tôi nhanh chân vào dọn đồ đạc. Mẹ chồng tôi cũng nhanh gọi chồng tôi về, đưa tôi ra bến xe. Trước khi đi, bà dặn dò tôi là còn về chơi lâu lâu cũng được, ở nhà đã có mẹ lo. Dạ con biết rồi, con cảm ơn mẹ nhé. Ra đến bến xe, Hiếu giúp tôi lấy đồ xuống. Em về cẩn thận nhé, về đến nhà nhớ gọi cho anh. Dạ, anh ở nhà ăn uống đầy đủ vào. Mà quên, đây có chút quà em cầm về biếu mẹ và mọi người xung quanh. Nói mẹ bữa sau anh về thăm mẹ sau. Đã từ lâu rồi, anh mới nghĩ đến mẹ tôi và nhẹ nhàng với tôi như vậy. Thoát khỏi dòng suy nghĩ lung tung, vừa hay xe cũng vừa đến. Hiếu nói, em mau lên xe đi, về giữ gìn sức khỏe em nhé. Tôi tạm biệt Hiếu rồi cũng nhanh bước lên xe. Leo lên xe là tôi mệt nên ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Từ nhà chồng về nhà tôi, xe chạy mấy tiếng là đến nơi. Nghe tiếng bác tài gọi là đến nơi rồi, tôi vội vàng bật dậy để xuống xe. Vì muốn tạo bất ngờ cho mẹ nên tôi không gọi điện báo trước. Tôi men theo con đường quen thuộc đi vào làng. Đã lâu lắm rồi tôi không về quê. Từ khi lấy chồng, đây là lần thứ hai tôi được về quê thăm mẹ. Đi trên cánh đồng lúa bao bọc xung quanh là núi rừng, tôi thấy tâm hồn thoải mái nhẹ nhàng, quên hết muộn phiền. Đúng là không đâu bằng quê nhà mình, quê hương của mình. Nhà tôi gần đường quốc lộ nên chỉ đi một đoạn là đến nhà. Mẹ ơi, con gái về thăm mẹ đây. Bà Hòa ở trong bếp nghe tiếng gọi nhanh chạy ra. Thu phải không con? Hồi tối mẹ mới nằm mơ thấy con về thăm mẹ, không ngờ hôm nay lại thật. Mẹ khỏe không ạ? Con nhớ mẹ lắm. Mẹ khỏe mà, sao mẹ thấy con gầy và hốc hác quá? Không phải đâu mẹ ạ, chắc tại con say xe nên nhìn mới vậy thôi. Sao lâu không thấy con về, mẹ lo con xảy ra chuyện gì. Tại gia đình chồng con nhiều việc quá nên con không có thời gian mẹ ạ. Ừ, giờ con về là mẹ mừng và vui lắm. Nhanh vào nhà tắm rửa, ăn cơm đi, nói sau. Hai mẹ con vội ôm nhau mừng mừng tủi tủi đi vào nhà. Tôi đến, làng xóm nghe tin tôi về liền sang chơi hỏi thăm. Thu sướng thật nha, lấy được chồng nhà giàu, chứ không như con mồi nhà bác, lấy chồng làm nông suốt ngày chân lấm tay bùn. Tôi nghe mà chua xót trong lòng, nhưng cũng cười cho qua chuyện. À, mà thằng Hiếu không về hả con? Dạ, chồng con mắc việc công ty. Anh ấy nói bữa sau anh về thăm mẹ con và mọi người sau ạ. Tại nhà chồng Thu, bà Hiền liền gọi Diễm đến. Cô ta là con gái của bạn bà Hiền mới về nước sau khi Thu và Hiếu cưới nhau. Diễm này, bác chỉ muốn cháu làm con dâu của bác mà thôi. Dạ, cháu cũng muốn, nhưng anh Hiếu đã có chị Thu rồi ạ. Thôi, cháu đừng nhắc đến con nhỏ nhà quê đấy. Bác chỉ muốn đuổi nó ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Diễm nghe vậy thì vui mừng ra mặt, vì cô ta cũng rất thích Hiếu. Nhưng vì Hiếu có vợ rồi nên cô ta đành phải chấp nhận. Bác và thằng Hiếu đang có kế này hay lắm, nhất định sẽ tống cổ được con nhỏ đó ra khỏi nhà. Nhưng phải nhờ sự giúp đỡ của cháu nữa. Nói xong, bà Hiền liền ghé vào tai Diễm nói nhỏ, khiến cô ta như bắt được vàng. Mới về đó mà cũng được 2 ngày, rồi ước chi thời gian cho chậm lại để tôi được ở bên mẹ nhiều hơn. Thu ơi, vào ăn cơm đi con. Dạ con vào ngay đây ạ. Tôi lại lấy chén bát để ăn cơm. Không hiểu sao cái chén trên tay tôi vỡ xuống tan tành thành nhiều mảnh. Thu, con sao vậy? Có chuyện gì hả con? Hồi sáng tới giờ mẹ thấy con cứ như người mất hồn vậy. Dạ,
Không có gì đâu mẹ, chỉ là con thấy không khỏe trong người tí thôi. Làm gì thì làm, cũng phải biết giữ gìn sức khỏe con nhé. Thôi, để đó mẹ dọn cho, nhanh đi ăn cơm, rồi vào trong nghỉ đi. Tôi nghe lời mẹ ăn uống xong, phụ mẹ rửa bát, rồi cũng vào giường đi ngủ. Không hiểu sao, dạo này tôi cứ hay thèm ngủ, vừa đặt lưng xuống giường là đánh một giấc đến chiều. Tôi mở mắt nhìn đồng hồ đã là 3 giờ chiều. Định dậy thì chuông điện thoại reo, thấy số lạ nhưng tôi vẫn ấn máy nghe. Alo, ai vậy ạ? Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông. Cô có phải là Thu không? Dạ phải ạ, có chuyện gì không anh? Mẹ chồng cô và chồng cô đang gặp chuyện, cô nhanh về sớm nhé. Nghe thế, tôi vội gọi vào số mẹ chồng và chồng thì không liên lạc được. Vậy là tôi vội vàng xuống giường đi tìm mẹ tôi. Mẹ ơi, con phải về Hà Nội gấp. Gia đình chồng con hình như đang xảy ra chuyện gì đấy. Mới thấy có người gọi điện thoại báo cho con ạ. Vậy thì nhanh thu xếp mà về sớm đi con. Mà con mới về, giờ lại phải đi rồi, con thương mẹ lắm. Chuyện gia đình chồng con là quan trọng, bữa sau về thăm mẹ nữa, lo cái gì. Tôi nghe mẹ nói, cũng không suy nghĩ nhiều, nên vội vàng thu xếp quần áo, đi cho kịp chuyến xe. Ngồi trên xe, lòng tôi như lửa đốt, chỉ cầu mong đừng xảy ra chuyện gì. Xe chạy đến nơi thì cũng đã là 7 giờ tối, tôi liền bắt xe ôm chạy thẳng về nhà. Vì có chìa khóa, nên tôi mở cổng bước vào, thấy mẹ chồng tôi đang ngồi ở ghế. Thu, sao con về giờ này? Mẹ có sao không ạ? Con nghe có người gọi là mẹ và anh Hiếu xảy ra chuyện. Phủi vui cái mồm cô, chúng tôi thì xảy ra chuyện gì? Thế anh Hiếu đâu rồi mẹ? À, thằng Hiếu nó mệt nên ngủ sớm rồi. Tôi thấy đèn phòng trên lầu đang sáng nên tôi nhanh chân đi lên phòng. Mẹ chồng tôi cũng đi theo sau. Cửa không chốt, tôi đẩy cửa bước vào. Trước mặt tôi là Hiếu và Diễm đang quấn chặt lấy nhau ngay trên chính chiếc giường của tôi và anh. Thì ra, cho tôi về quê chỉ là kịch bản có sẵn của mẹ chồng và chồng tôi mà thôi. Các người thật là độc ác, muốn đuổi tôi ra khỏi nhà thì chỉ cần nói một câu, đâu phải dùng đến thủ đoạn bỉ ổi này chứ. Tôi đã phải nhẫn nhịn chịu đựng, chỉ mong có được tình yêu thương của các người. Vậy mà hôm nay, sao lại đối xử với tôi như vậy? Ai bảo cô nghèo mà còn đòi trèo cao làm gì? Cô về đây chỉ biết ăn bám cái gia đình này và thằng Hiếu mà thôi. Tôi chỉ muốn tống cổ cô ra khỏi nhà từ lâu lắm rồi. Hiếu, anh ta nghe mẹ mình nói vậy thì cũng nói thêm vào. Tôi cũng chán cô lắm rồi. Tôi phong độ đẹp trai, đi ra đang còn nhiều người thích. Sao tôi lại phải sống với một người như cô chứ? Mỗi lần về nhìn thấy cô là tôi lại buồn nôn. Từng lời anh ta nói như sắt muối vào tim tôi vậy. Lẽ nào tôi xấu xí đáng ghét đến vậy sao? Tôi không khóc nữa, vội vàng chạy thật nhanh ra khỏi nhà ngay lúc này. Thật tội nghiệp cho một cô gái hiền lành. Phải chăng nghèo cũng là một cái tội? Tôi chạy ra khỏi nhà, bước đi trong màn đêm lạnh lẽo. Lòng tôi nặng trĩu nỗi buồn. Tôi và Hiếu quen nhau trong một lần anh về quê tôi thăm họ hàng xa. Lần đầu tiên gặp nhau, chúng tôi đã trúng tiếng sét ái tình của nhau. Ngày đó tôi xinh đẹp nết na, còn anh thì đẹp trai ga lăng. Ai nhìn vào cũng nói chúng tôi rất đẹp đôi. Khi hai trái tim của tôi và anh đã thuộc về nhau thì anh hay về quê tôi chơi hơn. Mẹ tôi nhiều khi cũng khuyên là con hãy cân nhắc lại mối quan hệ này. Vì nhà thằng Hiếu giàu mà nhà mình nghèo, mẹ sợ con sẽ khổ. Nhưng đang chìm đắm trong hạnh phúc của tình yêu thì làm sao mà suy nghĩ được những vấn đề sâu xa như thế chứ? Được mấy tháng quen nhau thì Hiếu ngỏ lời muốn cưới tôi làm vợ. Tôi xúc động vỡ òa trong hạnh phúc. Mẹ của Hiếu nghe nói Hiếu đòi lấy tôi thì bà nhất định không đồng ý. Nhưng anh đòi sống đòi chết phải lấy tôi bằng được nên bà phải xuống nước nhường nhịn. Bố Hiếu mất sớm, một mình bà phải bươn trải nuôi Hiếu ăn học rồi thành đạt giống như ngày hôm nay. Mong muốn của bà là Hiếu sẽ lấy được một người vợ môn đăng hộ đối, chứ không phải lấy một người giống như tôi. Ngày cưới, bà tỏ vẻ khinh thường tôi và mẹ tôi ra mặt,
Nhưng tôi nghĩ về làm mời một nhà thì bà sẽ thương và hiểu tôi hơn. Nhưng về làm dâu thì mới biết lấy chồng nhà giàu không đơn giản tí nào. Vì ghét tôi sẵn, mẹ chồng tôi rất cay nghiệt, đuổi hết người giúp việc trong nhà để cho tôi làm hết mọi việc. Bà thường bắt bẻ tôi, mỉa mai xúc phạm tôi bằng những lời lẽ không hay, khiến cho cuộc sống của tôi trở nên ngột ngạt khó chịu. Còn Hiếu, mới đầu về thì vẫn thương tôi, bênh vực tôi. Nhưng lâu dần, anh lạnh nhạt, đi sớm về khuya, bỏ tôi ở nhà một mình suốt. Do mải suy nghĩ mà tôi không để ý đến xe cộ đi trên đường. Tự nhiên đang đi thì có một chiếc xe máy lao thẳng vào người tôi, làm cho tôi ngã xuống đường. Tôi nghe đau quằn quại ở bụng dưới, nhìn xuống thấy máu chảy đầy hai chân. Tôi khi đó chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng ai đó nói đưa tôi đi cấp cứu, rồi trước mắt tôi chỉ là một màu đen. Hôm nay do nhiều việc nên Hoàng Tuấn ở lại công ty giải quyết hết đống giấy tờ. Nhìn lên đồng hồ thì cũng đã là 9 giờ tối, anh vội vàng lấy xe ra về. Đang đi trên đường thì thấy mọi người xúm lại rất đông, anh cũng dừng xe lại. Thì thấy Thu đang nằm dưới đất, máu chảy đầy ra đường. Anh vội bế cô ấy lên xe rồi chạy thẳng đến bệnh viện. Thu được bác sĩ và y tá đưa vào phòng cấp cứu, còn Hoàng Tuấn thì ngồi ngoài cửa chờ mà nóng hết cả ruột gan. Một lúc sau thì bác sĩ đi xa. Ai là người nhà của bệnh nhân vừa mới đưa vào phòng cấp cứu? Dạ có tôi ạ. Anh đi theo tôi lên phòng, tôi có chuyện cần nói. Anh là chồng cô ấy phải không? Hoàng Tuấn suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Dạ phải ạ. Cô ấy bị sao vậy hả bác sĩ? Cô ấy đã bị sảy thai. Anh không biết vợ mình có thai à? Anh bối rối nhìn bác sĩ. Dạ tôi không biết. Việc cô ấy bị sảy thai lần này, khả năng có con lần sau của cô ấy rất thấp, nên anh phải về chăm sóc, an ủi động viên cô ấy nhiều vào nhé. Dạ tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Xin bác sĩ đừng nói gì với cô ấy, để tự tôi nói là được rồi. Tôi tỉnh dậy, thấy tay cắm đẩy mũi kim. Tôi đang cố nhớ ra mọi chuyện thì một người đàn ông bước vào. Cô tỉnh rồi đấy à? Cô thấy trong người khỏe hơn chưa? Tôi khỏe rồi. Mà anh là ai vậy? Sao tôi lại nằm ở đây? Tôi tên là Hoàng Tuấn. Cô bị xe tông nên tôi đưa cô vào đây cấp cứu. Đang nói chuyện thì bác sĩ đi vào. Cô bị sảy thai nên cô phải uống thuốc đầy đủ và ăn uống nhiều vào để nhanh lấy lại sức. Tôi bị sảy thai là sao hả bác sĩ? Bác sĩ có nhầm lẫn gì ở đây không? Cô không biết mình có thai à? Cái thai được hơn một tháng rồi. Ngày bác sĩ nói đến đây thì nước mắt tôi chảy dài. Tại sao tôi vô tâm vậy chứ? Có thai mà cũng không biết. Nhìn người con gái mình không quen biết đang khóc và đau khổ, tự nhiên Hoàng Tuấn thấy thương và dấy lên một cảm xúc khó tả. Thôi cô đừng buồn nữa, cô đưa chứng minh của cô rồi tôi đi làm thủ tục nhập viện cho. Làm thủ tục xong xuôi, anh quay trở về phòng. Trời giờ cũng về khuya, tôi về rồi, sáng mai tôi lại đến. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Tôi không biết lấy gì để đền ơn anh vì đã cứu tôi. Cô đừng suy nghĩ gì nhiều. Làm gì ai gặp trường hợp như thế cũng sẽ giúp thôi. Đây là danh thiếp của tôi. Có gì cô cứ gọi cho tôi theo số điện thoại trên đó nha. À mà cô có cần tôi gọi người nhà đến cho cô không? Dạ cảm ơn anh. Không cần gọi đâu, tôi ở một mình. Sáng sớm hôm sau, tôi được chuyển xuống phòng hồi sức dành cho bệnh nhân. Vì sức khỏe tôi đang còn yếu, bác sĩ dặn tôi là phải nghỉ ngơi, không được đi lại nhiều. Còn về phía Hoàng Tuấn, đến công ty, anh chợt nhớ đến Thu đang nằm một mình trong bệnh viện. Anh vội vàng sắp xếp giải quyết cho xong một số việc, rồi chạy nhanh vào với Thu. Anh cũng không hiểu tại sao vừa mới gặp Thu mà anh lại quan tâm lo lắng cho cô như vậy. Trước khi ghé vào quán mua một tô cháo đem vào cho Thu. Xin lỗi, tôi bận tí nên đến hơi muộn. Chắc cô đói rồi nhỉ, tôi lấy cháo cho cô ăn nhé. Cháo tôi mua ở gần chỗ làm, ngon lắm, cô ăn đi cho nóng. Cầm tô cháo trên tay mà tôi rưng rưng nước mắt. Tại sao một người không quen biết như anh ta mà còn đối xử với tôi như thế? Còn người đầu ấp tay gối thì vứt bỏ tôi một cách không thương tiếc. Cảm ơn anh nhiều, sao anh lại tốt với tôi như vậy? Cô đừng có ngại,
Thấy cô chỉ có một mình nên tôi giúp đỡ cô. Thôi, cô ăn đi không đói. Mà để tôi chạy xuống mua ít đồ đem lên cho cô, chứ cô vào đây không có đồ đạc gì cả. Thế Hoàng Tuấn vừa rời đi, chị nằm cùng phòng liền nói vọng sang với tôi. Số em sướng thật đấy, có chồng đẹp trai mà lại chu đáo nữa. Chứ không phải như chị, lấy về thằng chồng khốn nạn, suốt ngày rượu chè cờ bạc gái gú. Chị vào đây mấy ngày rồi mà không thấy mặt mũi của chồng và mẹ chồng đâu. Nhắc đến chồng tôi cũng là chợt nhớ, hôm qua Hiếu, anh ta cũng không hề nhắn tin hay gọi cho tôi một cuộc nào. Dạ chị hiểu nhầm rồi, đó không phải là chồng em ạ. Tôi đang nói chuyện với chị ấy thì anh ta cũng vừa về đến. Tại sao lại không phải chồng chứ? Tôi mới đi một lúc mà em lại hư như thế. Mặt của tôi lúc ấy đỏ bừng lên, không hiểu sao anh ta nói như vậy, làm cho tôi ngại không dám nhìn anh ta. Một tuần sau thì tôi cũng được ra viện, Hoàng Tuấn anh ta cũng đến và nói muốn đưa tôi về, nhưng tôi từ chối. Tôi bắt một chiếc xe ôm về nhà Hiếu. Thật tình tôi không muốn bước vào căn nhà đó nữa, nhưng muốn một lần cho dứt khoát. Tôi hít một hơi thật sâu rồi đi vào. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ chồng tôi lại dở cái giọng mỉa mai châm chọc. Ái chà, cô đi đâu mất xác cả tuần nay vậy? Chúng tôi tưởng cô đi luôn rồi chứ. Tôi về đây để lấy đồ và ký vào đơn ly hôn. Nghe hai từ ly hôn, bà Hiền đang uống nước cũng phải khựng lại. Thế là kế hoạch của bà ta đã thành công rồi. Vậy để tôi kêu thằng Hiếu về nhé. Một lúc sau thì anh ta cũng về, cầm trên tay tờ đơn ly hôn, mà lòng tôi cảm thấy chua xót, khinh thường anh ta. Khi chưa lấy được thì làm đủ mọi cách, đến khi có được rồi thì lại vứt bỏ một cách phũ phàng như thế. Cô đi đâu cả tuần nay mà không thấy mặt mũi đâu cả? Cô nhanh ký vào đơn ly hôn rồi chúng ta ra tòa. Tôi chẳng cần nhìn mà ký luôn. Tôi chỉ muốn rời xa nơi này càng sớm càng tốt. Đây là số tiền chúng tôi cho cô. Nhìn xấp tiền trên tay mẹ chồng, tôi định không lấy, nhưng nghĩ đến cảnh phải chịu tủi nhục khổ sở trong cái nhà này mà tôi gạt nước mắt, cầm lấy và kéo vali bước đi. Vì số tiền đó, đi tìm một cái nhà trọ và mua một chiếc xe máy, bắt đầu kế hoạch đi tìm việc làm và làm lại cuộc đời. Mọi thủ tục ly hôn giữa tôi và Hiếu cũng nhanh chóng hoàn tất. Tôi lấy hết can đảm gọi về cho mẹ và kể hết mọi chuyện cho bà ấy nghe. Lúc đầu thì bà cũng buồn, nhưng sau đó bà hiểu, động viên tôi. Chắc trên đời này chỉ có mẹ là người thương tôi nhất và là động lực để tôi sống tiếp. Còn Hiếu, sau khi ly hôn với tôi, anh ta liền cưới Diễm ngay sau đấy. Tôi nghe tin thì cũng không buồn mà cũng không vui. Ắt đó cũng là duyên số giữa tôi và anh ta đã hết. Tôi lang thang mấy ngày nay mà không tìm được việc làm, phần vì tôi không có bằng cấp, phần vì cuối năm nên họ cũng tuyển ít người. Buồn bã trở về phòng trọ, tôi nằm lướt điện thoại. Tôi vào mục tìm kiếm việc làm thì thấy đang tuyển người giúp việc. Tôi nghĩ với thời điểm hiện tại mà về quê thì người ta sẽ cười cho, cứ thử đi làm giúp việc ít tháng rồi qua năm tính tiếp. Nói là làm, tôi nhanh lấy địa chỉ và thông tin rồi đến công ty giới thiệu việc làm. Tôi được họ sắp xếp làm giúp việc nhà cho một gia đình giàu có. Ngày hôm sau, tôi dậy sớm ăn mặc gọn gàng tươm tất rồi đi đến nhận việc. Người giới thiệu việc làm đưa tôi đến biệt thự Lý Gia. Già đón tôi là một người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi. Cháu chào dì, cháu được người bên giới thiệu việc làm giới thiệu cho cháu vào đây làm giúp việc ạ. Ừ, tôi cũng nghe nói rồi, cô vào đi. Tôi tên là Hồng, cũng làm giúp việc ở đây, còn tên cô là gì? Dạ, cháu tên là Thu ạ. Nhìn dì ấy có đôi mắt sắc bén, cộng với hàng lông mày rậm, cứ nhìn tôi làm tôi cũng hơi sợ. Tôi lẽo đẽo xách vali đi theo sau dì ấy, bước vào Lý Gia mới thấy sự giàu có xa hoa của những người giàu là như thế nào. Mới vào làm, tôi vẫn còn bỡ ngỡ lắm. Tuy ngày trước ở nhà chồng cũ, tôi thường làm việc nhà, nhưng vào đây cái gì cũng lạ lẫm, nên làm gì tôi cũng phải hỏi mọi người. Ngoài dì Hồng ra thì còn có một em gái nữa làm chung cùng với tôi. Chị mới vào làm à? Chị tên là gì vậy? Chị tên là Thu, còn em tên gì? Dạ em tên Nụ ạ.
Em vào đây được mấy năm rồi? Em mới làm được có 2 năm thôi chị ạ. Mà chị lại đây, em nói cho chị nghe cái này. Nó liền ghé sát tai tôi rồi nói. Ở đây, ông bà chủ và bà nội thì tốt tính lắm, còn cô chủ thì tính tình khó chịu, tiểu thư lắm chị ạ. Còn dì Hồng, tuy là làm giúp việc, nhưng ông bà chủ tin tưởng dì ấy. Mọi việc trong nhà đều do dì ấy quán xuyến cả. Vì thế, chị phải cẩn thận, mấy người làm trước không chịu nổi cô chủ. Thế nên chị phải cẩn thận, mấy người trước làm không chịu nổi cô chủ nên đã xin nghỉ hết. Không biết lời cái nụ nói có đúng không, mới vào làm nghe vậy tôi cũng thấy hoang mang lo sợ. Nhưng tôi nghĩ phận mình đi làm giúp việc, cứ làm tốt công việc của mình, chắc không có vấn đề gì. Loay hoay mãi rồi cũng hết ngày. Đến chiều ông bà và ông chủ về thì dì Hồng xuống gọi. Thu, cô lên để ông bà chủ và cô chủ dặn dò. Dạ con biết gì ạ. Tôi đi lên thì bà chủ nói. Cháu mới vào làm ngày hôm nay à? Mà cháu tên gì vậy? Dạ cháu tên là Thu ạ. Công việc của cháu là lau dọn nhà cửa và giặt quần áo. Có thời gian thì xuống phụ dì Hồng và bé Nụ nấu ăn. Có gì không hiểu, cháu cứ hỏi dì Hồng và mọi người trong nhà nhé. Dạ cháu biết rồi ông bà chủ. Còn đây là Nhã Trúc, con gái của bác, chắc nó cũng bằng tuổi cháu đấy. Nghe bà chủ nói, tôi quay chào cô chủ, nhưng hình như cô ấy không để ý gì đến tôi. Mẹ à, chắc lại giống mấy người trước, làm được mấy bữa rồi xin nghỉ thôi mà. Có gì đâu mà phải chào với hỏi cho mệt. Nói xong cô ta đi thẳng lên phòng. Cái con bé này giết rồi không coi ai ra gì, tính nó là thế đấy cháu ạ. Cháu đừng để ý nhá, ông Lý Cường nói. Dạ không sao đâu ông bà, chắc tại cháu mới đến nên cô chủ chưa quen thôi. Chào hỏi ông bà chủ xong, tôi lùi xuống bếp phụ dì Hồng và cái Nụ nấu ăn dọn dẹp. Sáng nay bà nội đi chơi về, dì Hồng xuống dặn cái Nụ là nấu món gì ngon cho bà ăn. Vì hôm qua tôi đến là bà đi thăm họ hàng ở quê nên chưa gặp được bà. Tôi cũng tranh thủ lên phòng để chào bà, vì mệt nên bà nội cũng không hỏi han gì tôi nhiều cả. Tại công ty, Hoàng Tuấn đang say sưa làm việc thì thư ký chạy vào báo. Dạ thưa anh, phu nhân muốn gặp anh. Ừ, cô cứ cho mẹ tôi vào. Vừa thấy bà Thảo đến, Hoàng Tuấn liền rời khỏi bàn làm việc, lại ngồi bên cạnh. Mẹ hôm nay sao tự nhiên đến tận nơi chỗ con làm vậy? Mẹ nhớ anh, đến tìm anh không được sao? Hai bố con nhà anh đi làm suốt, một mình mẹ ở nhà buồn lắm. Nhanh lấy vợ, đẻ cho mẹ một đứa cháu nội, để mẹ có cháu bồng cho đỡ buồn. Dạ, cứ từ từ, rồi con sẽ kiếm cho mẹ một nàng dâu hiền lành ngoan ngoãn. Kiếm gì nữa, chứ cái con bé Nhã Trúc, mẹ thấy được lắm. Con bé đó vừa xinh xắn, lại nết na, mà ông bà bên đấy lại là chỗ quen biết với nhà mình, nên hai đứa rất xứng đôi. Mà cuối tháng này là đến sinh nhật của Nhã Trúc rồi đấy, ông bà bên đấy mời gia đình mình đến dự. Con cố gắng sắp xếp công việc rồi cùng đi với bố mẹ nhé. Dạ con biết rồi mẹ. Hoàng Tuấn và Nhã Trúc là thanh mai trúc mã hồi nhỏ. Hai gia đình hẹn ước là sẽ gả con cho nhau nếu hai gia đình sinh được con trai và gái. Nhưng Hoàng Tuấn chỉ coi Nhã Trúc như một người em gái mà thôi. Và giờ đây, trong lòng anh đang có bóng dáng của một người con gái khác, khiến anh phải ngày đêm nhớ nhung, ôm hy vọng được sớm gặp lại. Tại biệt thự Lý Gia, ông Lý Cường và bà Lệ Xuân đang nói chuyện với mẹ của mình. Mẹ ơi, cuối tháng này là sinh nhật của Nhã Trúc, mẹ có tính mời bạn bè của mẹ đến dự không? Có chứ, mẹ muốn mời mấy bà ấy đến để mấy bà thấy được đứa cháu gái xinh đẹp của mẹ như thế nào, để họ phải lác mắt và ghen tị với bà luôn, phải không cháu yêu? Nói xong bà nội quay sang nhìn Nhã Trúc với ánh mắt đầy sự yêu thương. Mà sinh nhật Nhã Trúc xong, bọn con tính nhắc khéo ông bà bên ấy cho hai đứa cưới nhau. Chứ hai đứa cũng lớn rồi, với lại thằng bé Hoàng Tuấn thì đẹp trai lại giỏi nữa, có nhiều người thích, đến khi đó lại chê con bé Nhã Trúc nhà mình thì khổ. Nghe nói vậy thì Nhã Trúc mừng thầm trong bụng, nhưng vẫn giả bộ nhõng nhẽo.
Bố, mẹ, con không chịu lấy chồng đâu. Con muốn ở nhà với bà nội và bố mẹ suốt đời luôn. Cô mà không chịu đi lấy chồng thì chúng tôi lấy cháu đâu mà bồng bế. Bà Lệ Xuân nói rồi nhìn Nhã Trúc âu yếm. Nhã Trúc là con gái cưng của bà Lệ Xuân và ông Lý Cường, giàu có tiếng ở Hà Nội. Bà Lệ Xuân chỉ sinh được mỗi mình Nhã Trúc nên cả nhà rất yêu thương và chiều chuộng cô ta. Vì thế, tính tình cô ta luôn tiểu thư, ngang ngược, không coi ai ra gì cả. Thời gian trôi thật nhanh, tôi mới vào làm thế mà cũng đã gần hết tháng. Ông bà chủ gọi tôi và mọi người lên. Ngày 30 tháng này là sinh nhật của Nhã Trúc, chỉ coi sắp xếp bàn tiệc cho chu đáo, còn danh sách khách mời tôi sẽ đưa sau. Dạ, tôi biết rồi ông bà chủ. Nhắc đến sinh nhật, tôi cũng chợt nhớ. Sinh nhật của tôi cũng vào cuối tháng này. Từ nhỏ tới lớn, chưa ai nhớ đến sinh nhật của tôi cả, trừ mẹ ra. Chắc trên đời này, chỉ có mẹ là yêu thương tôi nhất mà thôi. Thấy ông bà chủ dặn dò dì Hồng xong, thì cũng quay sang nói với tôi và cái nụ. Lần này, gia đình ta mời toàn khách quý. Hai cháu cố gắng làm gì, cũng phải cẩn thận tí nhá. Dạ, chúng cháu biết rồi ạ. Xong xuôi hết, tôi cũng về phòng đi ngủ. Thì đúng lúc mẹ tôi gọi, tôi liền bắt máy. Alo mẹ có khỏe không? Bà Hòa ở đầu dây bên kia trả lời. Mẹ khỏe con à, thế còn con thế nào? Con làm đó có vất vả lắm không? Mà mấy ngày nữa là đến sinh nhật con rồi đây. Không có mẹ ở bên cạnh, con đừng buồn nhá. Dạ không sao đâu mẹ ạ, ở đây con sống tốt lắm. Với lại mọi người ai cũng thương con. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Khi nào con được nghỉ, con về thăm mẹ sau. Nói chuyện xong với mẹ, tôi tắt máy và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Nói thật, vào đây làm mới biết được cuộc sống của những người giàu sang. Họ sống sung sướng, sang chảnh, không thiếu một thứ gì. Tôi liền nghĩ đến bản thân mà cảm thấy chạnh lòng xót xa cho số phận của mình. Cuộc đời tôi giống như hạt cát giữa sa mạc, không được ai chú ý đến. Chỉ làm sinh nhật thôi mà cả cái biệt thự liền được ông bà chủ trang hoàng lộng lẫy, giống như một cung điện. Như vậy đủ biết là ông bà chủ thương cô Nhã Trúc nhiều như thế nào. Chờ mãi rồi cũng đến ngày sinh nhật của cô Nhã Trúc. Mọi người trong nhà ai cũng chạy ngược chạy xuôi, không khí thật là náo nhiệt vui vẻ. Tôi cũng loay hoay lên giúp cô ấy trang điểm và chuẩn bị mấy thứ. Thu, cô thấy tôi hôm nay có đẹp không? Dạ đẹp ạ. Cô chủ sướng quá, ngày sinh nhật mà được tổ chức hoành tráng hơn cả đám cưới nữa. Tôi là thiên kim tiểu thư, tất nhiên là phải sướng, phải khác hơn mấy người nhà quê như cô chứ. Đang trong lúc nói chuyện với cô chủ thì dì Hồng đi dưới cầu thang lên. Cô chủ hôm nay cô đẹp lắm. Thấy dì ấy đưa tay định sờ lên mặt của Nhã Trúc, nhưng chợt nhớ ra điều gì rồi vội vàng thu tay lại. Dì ấy quay sang nói với tôi. Thu, cô nhớ chuẩn bị kỹ cho cô chủ, khách sắp đến rồi đấy. Dạ, con biết rồi dì. Khách đến, tôi được dì Hồng kêu đem rượu ra. Đang đi, không hiểu sao tôi bị té đổ hết rượu vào một người đàn ông. Tôi liền xin lỗi rối rít. Xin lỗi anh, tôi không cố ý. Nghe giọng quen quen, khi Thu ngẩng mặt lên thì Hoàng Tuấn đứng hình vài giây. Thu, cô có nhớ tôi nữa không? Sao cô lại ở đây? Dạ, anh Hoàng Tuấn đúng không? Làm sao mà tôi quên được ân nhân đã cứu mình chứ? Tôi xin vào làm giúp việc ở đây. Sao từ bữa ra viện đến giờ cô không gọi cho tôi, làm tôi cứ chờ mãi. Bữa đó tôi quên lấy số điện thoại của cô. Tôi thấy ngại nên không dám gọi cho anh. Đang nói chuyện tự nhiên, anh ta rút một bông hoa ở bàn bên cạnh đưa đến trước mặt tôi. Chúc mừng sinh nhật cô. Hành động của anh ta khiến tôi bất ngờ, không nói nên lời. Sao anh biết hôm nay là sinh nhật của tôi? Cô quên rồi à? Bữa đó tôi lấy chứng minh của cô đi làm thủ tục nhập viện, nên vô tình tôi nhớ đến mà thôi. Nhã Trúc đang đứng bên này, thấy ai giống như Hoàng Tuấn đang đứng nói chuyện với Thu, cô ta liền đi lại. Anh đến lúc nào xem không thấy? À, anh vừa mới đến thôi. Chúc mừng sinh nhật em Nhã Trúc. Dạ em cảm ơn anh. Mà sao anh ướt vậy?
Dạ, thưa cô chủ, tôi vô ý làm đổ rượu vào người anh ấy ạ. Cô có biết anh ấy là ai không mà đi đứng không cẩn thận vậy? Không sao đâu em, Thu không cố ý, để anh kêu người đưa áo khác đến thay là được mà. Mà sao, em quen cô ta à? Ừ, cũng quen biết sơ sơ thôi. Nể mặt anh Hoàng Tuấn, không là tôi đuổi việc cô rồi đấy. Vào trong coi sắp xếp việc mà làm cho cẩn thận vào. Dạ, tôi biết rồi cô chủ. Nhìn dáng vẻ mảnh khảnh cộng với đôi mắt đượm buồn của Thu, người con gái này không xinh đẹp kiêu sa như những tiểu thư đại các mà Hoàng Tuấn từng gặp. Cô mang một vẻ đẹp giản dị, mộc mạc, khiến cho trái tim anh phải rung động, thổn thức. Và ngay lúc này đây, anh chỉ muốn bảo vệ, yêu thương người con gái này suốt đời. Trở vào trong bếp, tôi cũng đi lại hỏi cái nụ. Anh Hoàng Tuấn kia là gì của cô chủ vậy em? Dạ, nghe nói anh ấy là chồng tương lai của cô chủ đấy. Hai gia đình đã hẹn ước gả con cho nhau. Mà anh ấy đẹp trai phong độ, lại thành đạt nữa. Cô Nhã Trúc thật là có phúc chị ha. Mà sao chị lại hỏi vậy? Chị quen với anh ấy à? À, không, chỉ là thấy thân thiết với cô chủ nên chị hỏi vậy thôi. Kết thúc buổi tiệc, mọi người về hết. Hoàng Tuấn cũng vào chào tôi, nhưng vì đang làm việc nên tôi chỉ gật đầu chào lại. Tôi phụ cái nụ dọn dẹp xong xuôi thì cũng đến nửa đêm. Vô tình đi ngang qua phòng dì Hồng, thấy dì ấy đang uống rượu. Ngày thường dì ấy ít nói, lại nghiêm khắc, nên tôi cũng ít khi trò chuyện. Này thấy dì ấy uống rượu một mình, nhìn có vẻ buồn và đầy tâm sự. Tôi suy nghĩ, con người mà, ai chẳng có nỗi khổ, nỗi buồn riêng. Rồi tôi cũng nhanh chân về phòng đi ngủ sớm, để mai làm việc tiếp. Từ sau khi sinh nhật Nhã Trúc, thì Hoàng Tuấn thường ghé biệt thự Lý Gia nhiều hơn. Chính vì điều này khiến cho mọi người trong nhà ai cũng bất ngờ và vui mừng nhất là cô Nhã Trúc. Vì trước đây anh chỉ đến khi có tiệc tùng hoặc bố mẹ anh năn nỉ lắm thì anh mới đến thôi. Hôm nay anh làm việc xong sớm nên cũng tranh thủ ghé thăm mọi người và đặc biệt muốn được nhìn thấy một người mà anh nhung nhớ ngày đêm. Con chào hai bác và bà nội ạ. Hoàng Tuấn mới đến à con? Dạ, hôm nay con xong việc sớm nên tiện đường ghé thăm mọi người. Nghe tiếng Hoàng Tuấn dưới nhà, Nhã Trúc trang điểm lại rồi chọn một cái váy thật đẹp mặc vào. Phải công nhận, Nhã Trúc rất đẹp và kiêu sa, khiến ai nhìn vào cũng không thể rời mắt trước sắc đẹp của cô ấy. Nhưng đối với Hoàng Tuấn, anh chưa bao giờ để ý đến dù chỉ một lần. Anh đến chơi lâu chưa? Nhã Trúc từ trên lầu đi xuống. Ừ, anh vừa mới đến. Hoàng Tuấn trả lời bâng quơ, rồi đưa con mắt như đang tìm kiếm ai đấy. Ở dưới bếp, tôi đang chuẩn bị nước đem lên mời khách. Đang đi thì tự nhiên tôi lại trượt chân ngã, làm cho mấy cái ly nước trên tay tôi rơi xuống bẻ tung tóe, mảnh thủy tinh cắt vào tay tôi chảy máu. Hoàng Tuấn đang ngồi nói chuyện, nghe tiếng đoảng, anh ta quay lại, thấy Thu liền đi nhanh lại đỡ cô dậy. Hành động của anh làm cho mọi người và cô Nhã Trúc rất ngạc nhiên. Tay cô chảy máu rồi, có đau lắm không? Dạ, cảm ơn anh, tôi không sao. Thầy Thu được Hoàng Tuấn quan tâm như vậy khiến cho Nhã Trúc cảm thấy bực bội. Cô ta đi lại mắng Thu xối xả. Cô sinh mắt ra cho đẹp phải không? Chỉ bưng ly nước mà cũng để té, chẳng làm được cái gì ra hồn. Tôi cảm thấy xấu hổ với Hoàng Tuấn và mọi người trong nhà nên chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, không dám nhìn ai. Thế vậy, bà Lệ Xuân liền nói: Thôi, cháu vào trong băng bó lại vết thương, để bác kêu cái nụ lên dọn dẹp. Nghe lời bà chủ, tôi cũng đi vào trong. Không biết do trùng hợp hay do tôi bất cẩn mà mỗi lần gặp anh ta tôi lại gây ra chuyện. Nghĩ đến cảnh đó tôi lại thấy xấu hổ vô cùng. Chỉ mong những lần gặp khác không xảy ra chuyện như vậy nữa. Một thời gian sau, cuộc sống của tôi cũng dần ổn định. Tôi cũng được nhận những đồng lương đầu tiên do công sức của mình làm ra. Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Nhân tiện hôm nay, cả gia đình ông bà chủ đi du lịch hết. Không phải làm việc nhà, nên tôi rủ cái nụ đi ra ngoài mua ít đồ và tiện thể gửi ít tiền về cho mẹ. Mà nó bảo, em lười đi lắm. Thế là tôi đành phải đi một mình. Đã lâu rồi không được thoải mái như vậy. Tôi dạo một vòng mua được một ít đồ, rồi ghé vào quán ốc, kêu một đĩa ăn cho đã cơn thèm.
Hồi còn ở quê, tôi với mẹ hay bắt ốc về luộc ăn. Những kỷ niệm đó ùa về, làm tôi thấy cay cay sống mũi. Tôi đang ăn thì nghe tiếng ai quen quen. Sao ăn một mình mà không gọi tôi ăn cùng vậy? Tôi quay người lại thì thấy Hoàng Tuấn. Anh, sao anh lại ở đây? Tôi đi ngang qua, thấy em ngồi ăn một mình nên tôi ghé vào. Cho tôi ăn với được không? Anh thì làm sao mà ăn quen được mấy thức ăn ở lề đường này chứ? Em ăn được, tại sao tôi lại không ăn được? Nói xong thì anh ta lấy một con rồi ngồi xuống ăn ngon lành. Ngồi đối diện với anh ta như thế này mới thấy rõ được khuôn mặt của anh ta đẹp trai làm sao. Chỉ cần anh ta cười một cái sẽ khiến trái tim bao cô gái phải tan chảy. Tôi đang say sưa nhìn anh ta ăn thì anh ta liền nói. Em thích tôi rồi hay sao mà cứ nhìn tôi đắm đuối thế? Câu hỏi của anh ta làm tôi giật nảy người, muốn tìm cái lỗ mà chui xuống cho đỡ xấu hổ. Bất ngờ anh ta đưa tay vén mấy lọn tóc dính trên má tôi, làm cho mặt tôi đỏ bừng lên. Tôi liền quay mặt đi chỗ khác vì ngại. Thôi, anh ăn nhanh đi, rồi về, không để người khác nhìn thấy lại không hay. Tôi không sợ, thế em sợ gì chứ? Tôi muốn ngồi nói chuyện với em mãi như thế này thôi. Tại sao? Em lại vào làm giúp việc ở nhà Lý Gia vậy? Tôi đi tìm việc làm, không được, nên tính vào đây làm đỡ vài tháng, rồi qua năm thì tính sau. Hôm ở viện, tôi đã giấu anh một chuyện. Thật ra thì tôi đã có chồng và ly hôn anh ta ngay sau khi tôi ở viện về. Khi nào có cơ hội thì tôi sẽ kể cho anh nghe. Vậy à, tôi xin lỗi em, tôi vô tâm quá nên không hiểu được hoàn cảnh của em như vậy. Đang đi có việc, bà Hồng bỗng dừng lại nhìn sang bên đường. Mọi cử chỉ và ánh mắt của Hoàng Tuấn dành cho Thu đều bị bà ta nhìn thấy hết. Ăn xong ốc, tôi cũng chào tạm biệt Hoàng Tuấn rồi về. Thấy dì Hồng đang ngồi uống nước ở bàn thì dì ấy liền hỏi. Cô đi đâu về vậy? Dạ, cháu đi mua ít đồ về ạ. Này Thu, cô phải biết thân biết phận của mình. Cái gì không thuộc về mình thì đừng cố mà giành lấy, rồi sẽ mang họa vào thân đó nha. Lời của dì ấy nói tôi cũng không hiểu cho lắm. Tôi chỉ nghĩ đó là ý tốt của dì ấy dành cho tôi, nên tôi cũng dạ rồi đi vào trong. Sáng hôm nay tôi thấy tâm trạng mình rất thoải mái, vừa phơi đồ vừa hát nghêu ngao. Hồi trước ở quê tôi cũng hay hát lắm và là cây văn nghệ của xã. Đang đi lên sân thượng lấy ít đồ thì bà Lệ Xuân dừng lại nghe Thu hát. Sao bà thấy Thu giống với hình ảnh của mình ngày xưa? Bà cũng thích hát và đặc biệt là hát rất hay nữa. Cháu hát hay lắm. Đang hát tôi giật mình quay lại thấy bà chủ. Dạ cháu cảm ơn bà chủ ạ. Bà lên đây lúc nào vậy? Bác lên hồi nãy mà thấy cháu hát hay quá nên bác không gọi. Lại đây ngồi với bác. Từ khi cháu vào đây, bác chưa có thời gian hỏi thăm về cháu. Bố mẹ cháu có khỏe không? Dạ, bố cháu mất khi cháu vừa mới sinh ra. Còn mẹ cháu thì không được khỏe cho lắm, ốm đau suốt. Vậy à, cho bác xin lỗi. Bác không biết bố cháu lại mất sớm như thế. Mà cháu sinh như thế này, chắc có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ? Dạ không, cháu có chồng nhưng mà đã ly hôn. Vậy cho bác xin lỗi vì đã khơi lại nỗi buồn cho cháu nhé. Càng nói chuyện với Thu, bà Lệ Xuân lại càng cảm thấy gần gũi, như có một sợi dây vô hình gắn kết bà và Thu lại gần nhau hơn. Từ sau lần nói chuyện đấy, bà chủ quan tâm tôi hơn, thường xuyên gọi tôi vào phòng tâm sự. Mặc dù bà ấy là người giàu có nhưng phong cách sống thật giản dị và gần gũi. Càng ngày tôi càng cảm thấy yêu mến bà và xem bà như là mẹ của mình vậy. Đối với bà Lệ Xuân cũng vậy. Cứ mỗi lần nói chuyện với Thu xong, bà lại có một cảm xúc rất đặc biệt. Bà muốn yêu thương che chở cho cô giống như một người mẹ dành cho con gái. Mà cái cảm xúc đó bà chưa từng có với Nhã Trúc, con gái của bà. Bà cũng cảm thấy hơi lạ. Đang nằm, bà liền ngồi dậy hỏi chồng mình là ông Lý Cường. Này ông, tôi thấy con bé Thu giúp việc nhà mình có một cái gì đó rất là quen mà tôi không tài nào giải thích được. Ông Lý Cường đang nằm nghe vợ mình hỏi vậy cũng trả lời. Tôi thấy con bé đó hiền lành mà lại dễ thương nên ai nhìn vào cũng thích, cũng cảm thấy gần gũi.
Chứ bà suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Nghe chồng mình nói vậy, bà liền tự trấn an bản thân mình rồi nằm xuống ngủ tiếp. Tại sân bay, Hoàng Tuấn đang đón lũ bạn thân của anh ta từ nước ngoài trở về. Hoàng Tuấn đang đưa con mắt ráo rác tìm Vũ thì nghe Vũ gọi. Ê, thằng quỷ, tao đây này. Nghe tiếng thằng bạn thân gọi, Hoàng Tuấn nhanh chân đi lại. Đi đường xa có mệt lắm không? Tao quen rồi mà. Thế mày sao? Mọi thứ vẫn ổn cả chứ? Tao thì vẫn bình thường thế thôi. Mà tao nghe nói mày với Nhã Trúc sắp kết hôn rồi phải không? Thôi đi ông tướng, vợ con gì tầm này. Mau lên xe đi, tao trở về. Vũ là bạn thân của Hoàng Tuấn. Bố mẹ anh ta định cư ở nước ngoài. Vì thế anh ta thường xuyên đi về Việt Nam để làm việc và thăm bạn bè họ hàng. Vũ, lần này mày về nước có lâu không? Tao định lần này là sẽ về hẳn ở Việt Nam để phát triển sự nghiệp luôn. Tiện thể kiếm em nào dễ thương hiền lành để cưới rồi hưởng thụ cuộc sống. Vậy là tao vui rồi, lại có bạn để nhậu và tâm sự. Khi nào có thời gian, tao với mày sang nhà Nhã Trúc chơi nhá. Chưa biết lấy lý do gì để đi thì nay được thằng bạn thân rủ, Hoàng Tuấn mừng thầm trong bụng. Từ khi biết Thu làm việc ở Lý gia, Hoàng Tuấn lúc nào cũng muốn đến để được gặp cô. Chắc có lẽ trong lòng anh, Thu chiếm một vị trí rất là quan trọng rồi thì phải. Hôm nay bé Nụ xin về quê có việc, nhà lại hết đồ ăn nên dì Hồng bảo tôi ra siêu thị mua ít đồ. Nhà gần siêu thị nên tôi đi bộ một đoạn là đến nơi. Đang đi qua vũng nước ở đâu, một chiếc xe ô tô lướt qua làm nước bắn tung tóe ướt hết quần áo của tôi. Điên quá, tôi chửi ầm lên. Người gì mà vô duyên quá, tưởng có xe ô tô là muốn đi như thế nào cũng được à? Thấy một cô gái đang đứng ở giữa đường, miệng chửi lẩm bẩm, Vũ liền lùi xe lại để trêu chọc một tí. Vừa hạ kính xuống, anh bất ngờ trước vẻ đẹp của cô. Nhìn cô có vẻ quê mùa, nhưng lại toát lên một vẻ đẹp khiến người khác thấy một lần đã nhớ mãi. Này, cô chửi ai đấy? Tôi chửi anh chứ ai nữa. Anh đi đứng cái kiểu gì mà làm ướt hết quần áo tôi vậy? Nhìn thì đẹp trai mà lại không có một tí duyên nào hết. Nghe thế thì Vũ bật cười. Em mà làm người yêu của tôi thì em sẽ biết tôi có duyên hay là không thôi mà. Nói xong, anh ta liền đánh xe đi trong sự ngỡ ngàng của Thu. Bị ướt hết vậy, không được một lời xin lỗi mà còn bị trêu chọc nữa, Thu hơi bực mình nhưng cũng nhanh đi vào siêu thị mua đồ để về cho kịp giờ nấu ăn. Đang nấu ăn thì dì Hồng nói, cô chủ gọi điện về bảo chuẩn bị bàn tiệc, có bạn của cậu Hoàng Tuấn mới ở nước ngoài về đến chơi. Nhắc đến Hoàng Tuấn là lòng tôi lại thấy vui. Nhiều khi tôi nghĩ hay là mình đã thích anh ta rồi nhỉ? Suy nghĩ đó lóe lên lại làm tôi sợ. Tại sao mày lại có suy nghĩ như vậy hả Thu? Người ta là hoàng tử Bạch Mã, còn mày chỉ là con bé giúp việc nghèo hèn, lấy tư cách gì mà thích người ta chứ? Chắc có lẽ ở nơi đất khách quê người này không có một người thân bên cạnh, nên nhiều lúc tôi cũng mềm lòng trước lòng tốt của anh ta. Tôi dặn với bản thân mình là phải mạnh mẽ lên, không được rung động trước một người đàn ông nào hết, bởi vì họ chỉ đem lại đau khổ cho tôi mà thôi. Đến chiều tối, mọi thứ đã chuẩn bị xong, mọi người trong nhà ai cũng có mặt đầy đủ, chỉ chờ Hoàng Tuấn và bạn thân của anh ta nữa. Chờ mãi thì Hoàng Tuấn và Vũ cũng đến. Chưa thấy mặt của Vũ đâu, nhưng đã nghe tiếng của anh rồi. Con xin chào cả nhà, lâu lắm rồi giờ mới gặp mọi người. Hai đứa đến rồi đấy à, nhanh lại đi ngồi nào. Vũ nay đi nước ngoài về, thấy chững chạc và đẹp trai hơn nhỉ? Được khen, anh ta cười tít cả mắt. Dạ cháu cảm ơn, cháu vẫn đang còn thua xa thằng bạn của cháu đây này. Nghe Vũ nói, Hoàng Tuấn chỉ biết cười và bái phục trước tài ăn nói của thằng bạn thân mà thôi. Tuy là bằng tuổi nhau, nhưng tính cách của Hoàng Tuấn và Vũ khác xa nhau. Hoàng Tuấn thì ít nói, nhưng lại rất sâu sắc. Còn Vũ thì có gì nói đấy, nên đi đâu Vũ cũng dành phần nói hết. Tôi cũng tò mò không biết vị khách này là ai mà cả nhà vui vẻ chào đón như vậy. Thu vừa bưng đồ ăn lên, thấy Vũ liền nói không ra lời. Cô... là cô sao? Đúng là trái đất này tròn quá. Thì ra anh là bạn thân của anh Hoàng Tuấn à?
Tôi không ngờ lại được gặp cô ở đây. Thầy Thu và Vũ nói chuyện với nhau, cả nhà ai cũng tròn xoe mắt ngạc nhiên. Rồi Vũ bắt đầu thao thao bất tuyệt cho mọi người nghe về việc đã gặp Thu như thế nào. Nghe anh ta kể đến đâu là tôi lại thấy ngại đến đó. Đúng là oan xa ngõ hẹp mà. Hoàng Tuấn thấy thằng bạn mình có vẻ hứng thú với việc gặp Thu, trong lòng anh cảm thấy khó chịu. Cơ mặt anh bắt đầu giãn ra, rồi ngồi quan sát phản ứng của Thu xem như thế nào. Nghe anh ta nói xong, tôi cũng xin phép lui vào trong. Thầy Thu vừa rời đi, Hoàng Tuấn cũng lấy cớ là đi vệ sinh. Anh vào trong thấy cô đang đứng ở bàn, anh lại cầm lấy tay Thu rồi nói: Thu à, tôi thích em. Bất ngờ trước câu nói của anh ta, tôi đứng trơ ra như vậy, người mất hồn. Tôi thích em từ lần đầu tiên tôi gặp, nhưng tôi sợ em sẽ không đồng ý, sợ em sẽ từ chối tình cảm của tôi. Nhưng đến giờ phút này đây, tôi không chịu được nữa. Không được nhìn thấy em mỗi ngày, tôi không làm được việc gì cả. Thôi, anh đừng đùa như thế nữa. Nếu không có người nghe thấy thì sao? Tôi không sợ gì cả. Tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả để có được tình cảm của em. Nghe những lời anh ta nói, trái tim của tôi lại một lần nữa đập lỗi nhịp. Tôi cũng muốn có một người thật lòng yêu thương che chở cho tôi. Suy nghĩ đó thoáng qua, khiến tôi phải giật mình quay về hiện tại. Tỉnh lại đi Thu, mày mơ mộng hão huyền quá rồi đấy. Người ta chỉ đang đùa giỡn với mày mà thôi Thu ạ. Tất cả những lời mà Hoàng Tuấn dành cho Thu, Nhã Trúc đã nghe thấy hết và không sót một từ nào cả. Mặt cô ta tối sầm lại, hai tay siết chặt như muốn bóp nát một thứ gì đấy. Từ trước tới giờ, cô ta lúc nào cũng nghĩ Hoàng Tuấn là của riêng cô ta. Không ngờ đến lúc này, anh ta lại dành tình cảm cho Thu. Thu, mày được lắm. Cái gì của tao thì sẽ không một ai có thể cướp được. Nói xong, cô ta quay lưng bước đi. Xong tiệc, Vũ và Hoàng Tuấn ra về. Ngồi trên xe, Vũ nói: Tao thấy con bé Thu giúp việc cho nhà Nhã Trúc thú vị làm sao nhỉ? Tao tính sẽ tìm hiểu em ấy và muốn lấy em ấy làm vợ. Nghe Vũ nói vậy, Hoàng Tuấn đang lái xe thì dừng lại. Mày nói cái gì? Mày muốn tìm hiểu Thu á? Mày nổi tiếng đa tình là sát gái. Cô ấy không hợp để cho mày trêu đùa đâu. Tao nói thật mà mày không tin. Trước đây có thể tao là như vậy, nhưng giờ tao đã lớn, biết suy nghĩ rồi, nên mày không phải lo. Tự nhiên người mình thích nay lại có thằng bạn thân cũng thích nữa, Hoàng Tuấn cảm thấy không được thoải mái trong lòng. Anh vừa im lặng rồi lái xe đi tiếp. Dọn dẹp xong hết bàn tiệc, người tôi cũng mệt rã rời, định vào đi ngủ thì nghe cô Nhã Trúc gọi: Thu, cô lên phòng tôi nhờ tí việc. Dạ thưa cô chủ. Vừa lên đến phòng, cô ta liền đóng sầm cửa lại, rồi nắm lấy tóc tôi giật mạnh ra đằng sau. Vì quá bất ngờ, tôi không kịp phản ứng lại. Cô chủ, sao cô lại đánh tôi? Tôi vừa dứt lời, cô ta liền đánh tới tấp vào mặt của tôi, làm tôi hoa hết cả mặt mũi. Mày dám cướp anh Hoàng Tuấn của tao? Mày có biết từ nhỏ tới lớn chưa ai dám tranh bất cứ cái gì của tao, mà sao mày dám chứ? Cô chủ ơi, cô chủ hiểu lầm rồi ạ. Tôi làm sao mà dám cướp anh Hoàng Tuấn của cô? Hiểu lầm mà? Mày tưởng là tao tin mày ư? Từng lời từng chữ anh ấy dành cho mày, tao đã nghe hết cả. Mày còn chối nữa sao? Nói xong, cô ta liền lấy chiếc bàn ủi được cắm điện sẵn đè mạnh lên lưng của tôi, khiến tôi đau đến tận xương tủy mà la lớn lên. Bà Hồng đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng la ở phòng Nhã Trúc, liền chạy sang. Cô chủ, có chuyện gì vậy? Cô hãy bình tĩnh lại, thả cô ta ra, rồi có gì từ từ nói. Cô mà đánh như thế, lỡ chết người thì sao? Cô ta nghe bà Hồng nói thế, cũng sợ nên đẩy Thu ra. Thoát ra khỏi bàn tay của cô ta, tôi giống như người chết được sống lại, ngồi co ro một góc. Nhìn cô ta xinh đẹp như thế, không ngờ lại ra tay độc ác với tôi như vậy. Thôi, cô về phòng mà nghỉ ngơi đi, để tôi ở đây khuyên cô chủ cho. Nghe lời dì Hồng, tôi cũng đi về phòng.
Không biết sao cuộc đời tôi lại trở nên nghiệt ngã đến như vậy. Tôi có làm gì sai đâu mà ông trời lại bất công với tôi như thế. Tôi liền òa khóc như một đứa trẻ. Tôi ước gì có mẹ ở bên cạnh ngay bây giờ. Nhớ đến mẹ, tôi lại lấy tấm hình của mẹ ra xem. Bất ngờ, dì Hồng đi lại sau lưng và giật lấy tấm hình. Thu, sao cô có tấm hình này? Dạ, đây là mẹ của cháu. Mà cô sinh ngày mấy? Dạ, cháu sinh ngày 30 tháng 11. Hỏi xong, dì ấy không nói gì cả, liền lặng lẽ đi về phòng. Về đến phòng, bà Hồng lấy máy ra gọi cho ai đấy. Cậu hãy điều tra người này cho tôi. Hết bao nhiêu tiền, tôi sẽ chuyển khoản cho cậu. Rồi bà ta lại tiếp tục lấy chai rượu ra uống tiếp cho đến sáng. Sáng sớm, bà Hồng dậy sớm, lấy một thứ gì đó bỏ vào túi, rồi đi đến bệnh viện. Bà ta ngồi ngoài chờ mà vẻ mặt căng thẳng lo lắng. Tầm 4 tiếng sau thì bác sĩ đi ra, đưa cho bà ta một tờ giấy. Đọc xong, mặt bà ta bỗng tối sầm lại rồi ngã quỵ xuống đất. Đúng là ý trời. Tại sao? Tại sao lại trùng hợp đến như thế? Sao không biến mất mà xuất hiện làm gì chứ? Nói xong, bà ta đứng dậy bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Từ khi dì Hồng thấy được tấm hình của mẹ tôi, thái độ của dì ấy đối với tôi khác hẳn. Hễ tôi làm cái gì là dì ấy lại bắt bẻ này nọ và tỏ vẻ không hài lòng. Còn cô chủ thì thấy mặt tôi là lại hậm hực bỏ đi. Nhiều khi tôi nghĩ mình không làm gì sai cả, mà sao mọi người lại xa lánh và ghét bỏ tôi đến vậy? Phải chăng đó là do số tôi sinh ra đã chịu như vậy? Đã mấy ngày rồi, cái nụ về quê chưa thấy lên. Nhiều khi gặp chuyện gì buồn, đang còn có nó mà tâm sự to nhỏ. Vừa mới nhắc xong thì thấy nụ từ ngoài cửa đi vào, mặt nó có vẻ buồn và mệt mỏi. Nụ, em lên rồi à? Ở nhà có chuyện gì mà em về gấp vậy? Dạ, bố em bị bệnh nặng, đang nằm ở bệnh viện, em lo quá chị ơi. Sao em không ở nhà chăm bố mà đã lên sớm vậy? Em phải lên làm, còn lấy tiền để đóng viện phí cho bố nữa. Ở nhà có mẹ chăm bố rồi. Thôi, em đừng lo quá, cố gắng lên em nhé. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Nhìn tấm thân nhỏ bé của nụ mà tôi thương nó vô cùng. Vì gia đình nghèo nên phải đi làm giúp việc, nay lại gặp chuyện này nữa, thấy tâm trạng của nó suy sụp đi rất nhiều. Hồi nãy tới giờ, đứng ở trong nhà, bà Hồng đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa Thu và nụ. Trong đầu bà ta chợt lóe lên một ý nghĩ, khiến bà ta cười một cách đắc ý. Ngày hôm sau, tôi đang phơi đồ ở trên sân thượng thì cái nụ lên gọi. Chị Thu ơi, xuống nhà bà chủ có việc muốn hỏi. Tôi cũng không biết chuyện gì cả, nhưng thấy mặt cái nụ có vẻ lo lắng và sợ hãi. Tôi cũng nhanh chân theo nó đi xuống dưới nhà, thì nghe bà chủ hỏi. Bác có để chiếc nhẫn kim cương ở trong phòng, để mai mốt làm của hồi môn cho con gái bác. Sợ mà có ai lỡ lấy thì cho bác xin lại. Nghe bà chủ nói thế, tôi hốt hoảng bởi tôi chưa bao giờ nhìn thấy chiếc nhẫn đó như thế nào cả, thì làm sao mà lấy được. Dạ thưa bà chủ, bọn cháu không dám lấy đâu ạ. Xin bà chủ nhớ lại xem có để quên ở đâu không ạ. Cái nụ cũng lắp bắp. Dạ cháu cũng không có lấy ạ. Nghe Thu và nụ nói vậy, bà Hồng liền lên tiếng. Nếu giờ không ai chịu nhận thì có thể lục soát, người nào lấy là biết liền à. Nghe dì Hồng nói, tôi và cái nụ liền đồng ý với ý kiến của dì Hồng, rồi cũng nhanh chân đi theo dì ấy và bà chủ lên phòng. Dì Hồng lục soát chỗ của cái nụ xong, không thấy, liền quay sang chỗ của tôi. Bất ngờ dì lấy lôi ra trong gối tôi một chiếc nhẫn. Mặt tôi đỏ bừng lên, hai chân đứng không vững nữa. Không hiểu sao chiếc nhẫn lại nằm trong gối của tôi. Thưa bà chủ, chắc có hiểu lầm gì rồi ạ. Xin bà hãy tin cháu, thật sự là cháu không có lấy. Hiểu lầm gì nữa? Tang chứng vật chứng rõ ràng mà cô còn chối nữa. Bà chủ, hãy đuổi cô ta đi, chứ đi làm giúp việc mà có tính ăn cắp vặt như thế này thì không ổn. Bà Lệ Xuân nghe bà Hồng nói vậy thì cũng đứng suy nghĩ một hồi lâu. Bà không tin Thu lại làm chuyện như thế. Chắc trong chuyện này
có uẩn khúc gì đó không. Thôi được rồi, giờ chuyện xảy ra như thế này mà cháu không chịu nhận là vì mình lấy thì chỉ có cách gọi công an đến để họ điều tra mà thôi. Nụ nghe nói đến công an thì mặt bắt đầu tái đi, miệng lắp bắp quỳ xuống dưới chân bà Lệ Xuân. Xin bà tha cho cháu, vì không có tiền chữa bệnh cho bố nên cháu đã lỡ lấy chiếc nhẫn của bà ạ. Nhưng vừa mới lấy xong, cháu thấy dì Hồng đi qua nên sợ quá bỏ nhầm vào gối của chị Thu. Nghe lời thú tội của Nụ, bà Hồng đứng bên cạnh suýt nữa ngã ra nhà. Nụ, có gì khó khăn cháu phải nói cho bác biết, để bác còn biết mà giúp đỡ cháu nữa chứ. Lần sau không được làm như thế nữa nghe chưa. Giờ cháu cần bao nhiêu tiền thì bác sẽ cho cháu về mà lo cho bố. Dạ cháu cảm ơn bà chủ nhiều lắm. Nói xong bà chủ quay sang nói với tôi. Cho bác và mọi người xin lỗi vì đã hiểu lầm cháu nhé. Dạ không sao đâu bà chủ, cháu hiểu mà. Từ lần đó trở đi, Nụ ít nói chuyện với tôi hơn. Nhìn thấy tôi là lại tránh mặt. Vài ngày sau, tự nhiên Nụ xin nghỉ việc. Chắc là nó ngại và áy náy chuyện vừa rồi nên mới xin nghỉ. Nụ vừa ra đến cổng thì bà Hồng chạy theo sau. Đây là số tiền của tôi, tôi cho cô để đổi lại sự im lặng. Nếu mà cô hé môi dù chỉ nửa lời thì biết tay tôi đó nghe chưa. Nghe lời hăm dọa của bà Hồng, Nụ sợ hãi cầm số tiền rồi nhanh chân bước đi. Lại làm chuyện xấu nữa rồi phải không? Câu hỏi bất ngờ làm bà Hồng giật nảy người rồi quay người lại. Ông... sao... sao ông biết tôi ở đây? Ông đến đây làm gì? Mau cút đi cho tôi. Thôi mà em yêu, nay em và con được sống sung sướng thì cũng phải chia sẻ chút ít gì cho tôi với chứ. Ông nói lung tung gì vậy? Ông có im cái miệng thối của ông lại cho tôi. Ông cần gì ông nói đi. Tôi cần 200 triệu. Sao? Ông nghĩ tôi nhiều tiền lắm ư? Tôi không cần biết. Nếu không có số tiền đấy thì tôi sẽ cho mấy người trong nhà gia đình đó biết đứa con gái mà họ hết lòng thương yêu lại là con của người khác. Ông thật là bỉ ổi xấu xa. Ông không thương nó thì thôi, tôi xin ông hãy để cho nó được yên. Tôi mà thương nó thì ai sẽ thương tôi? Nói xong, ông ta cười lớn giống như một người điên vậy. Nhã Trúc đi chơi về, cô vô tình thấy bà Hồng và một người đàn ông đứng nói chuyện. Cô ta liền đi lại gần. Ông ta là ai mà tôi thấy gì đứng nói chuyện hồi nãy thế giờ vậy? À, chỉ là người quen thôi cô chủ ạ. Thì ra đây là cô chủ của gia đình họ Lý, giàu có đấy sao? Nhìn cô giống với mẹ cô quá. Sao ông biết mẹ tôi? Tôi còn biết nhiều nữa là đằng khác. Mà tôi nghĩ bà nên cho con bé biết sự thật đi, bà giấu nó mãi cũng tội cho nó đấy. Mà bà nhớ, cuộc giao kèo giữa tôi và bà hồi nãy, ngày mai tôi lại đến. Sự thật gì chứ? Hai người nói gì mà tôi không hiểu gì hết vậy? Thôi, không có chuyện gì đâu. Cô chủ đừng nghe lời ông ta nói. Cô chủ đi lên phòng đi, chúng ta nói chuyện sau. Lên đến phòng, Nhã Trúc liền tra hỏi bà Hồng. Dì hãy nói thật cho tôi biết, ông ta nói vậy là sao? Nhìn lên bàn, Nhã Trúc thấy tờ giấy xét nghiệm ADN. Cô ta liền lấy ném vào mặt của bà Hồng. Cái này là cái gì đây? Nhất định là dì có chuyện giấu tôi. Nếu dì không nói, tôi sẽ đi hỏi bố mẹ của tôi. Nghe vậy, bà Hồng liền ôm lấy chân của Nhã Trúc mà cầu xin. Tôi xin cô chủ đừng đi. Được rồi, tôi sẽ không giấu cô nữa. Thật ra, cô chính là con gái ruột của tôi và ông ta. Nhưng ông ta đã độc ác mà bỏ rơi tôi và cô một cách không thương tiếc. Dì, dì đang nói cái gì vậy? Dì bị điên hay sao mà lại nói như vậy chứ? Đó chính là sự thật. Xin cô hãy tha thứ cho một người mẹ xấu xa như tôi. Đục xỉn cô ra, tôi sợ cô sẽ phải chịu khổ. Nên tôi đã tìm cách đánh cháo đổi cô và con của ông bà chủ. Giờ đứa bé năm xưa đang ở rất gần chúng ta, nên cô hãy bình tĩnh để tìm cách giải quyết đi. Nó là ai? Dì mau nói ra đi. Đứa bé đấy
chính là con Thu giúp việc nhà mình. Nghe bà ta nói vậy, Nhã Trúc như phát điên lên, miệng rít lên từng hồi. Tại sao lại là mày hả Thu? Mày cướp anh Hoàng Tuấn của tao chưa đủ, giờ lại muốn cướp cả gia đình tao nữa. Nhất định tao sẽ giết chết mày. Nói xong, cô ta liền hét lên và ném hết đồ đạc ra giữa nhà. Bà nội đứng ngoài cửa tới giờ đã nghe thấy hết. Bà không chịu được nữa, liền đẩy cửa xông vào. Các người thật là bỉ ổi xấu xa. Hóa ra đứa cháu mà tôi hết mực yêu thương bấy lâu nay lại là con nhà người khác. Bà nội, không phải vậy đâu. Bà hãy tin cháu, bà nghe nhầm rồi đấy. Tránh ra đi, tôi sẽ đi nói với con dâu và con trai tôi, để cho chúng nó biết được bộ mặt thật của các người. Vì muốn ngăn cản bà nội mà Nhã Trúc đã đẩy bà té đập đầu vào tường, làm cho bà ngất xỉu tại chỗ. Thấy máu từ đầu bà nội chảy ra, Nhã Trúc và bà Hồng sợ đến tái mặt, rồi hốt hoảng gọi mọi người đưa bà đi cấp cứu. Đứng trước cửa phòng cấp cứu, bà Lệ Xuân và ông Lý Cường xót hết cả ruột, lo lắng đi qua đi lại. Thì vừa hay bác sĩ đi ra, ông Lý Cường chạy nhanh lại hỏi: "Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi ạ?" "Bà ấy đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn chưa tỉnh." Nghe xong, mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm được một phần. Nhã Trúc từ nãy tới giờ khóc sướt mướt. "Bố mẹ con xin lỗi, vì con mà bà mới may xảy ra chuyện. Nếu con không làm đổ nước ra giữa nhà thì bà sẽ không bị té như vậy." Bà Lệ Xuân đi lại dỗ dành Nhã Trúc. "Thôi, con đừng khóc nữa, đó chỉ là chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Bà mà tỉnh lại thì bà sẽ vui lắm, vì đã có một đứa cháu hiếu thảo như con. Mà giờ cũng muộn rồi, con về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây đã có bố mẹ lo cho bà rồi." Nói xong, bà quay sang nói với bà Hồng: "Dì đưa con bé về giùm tôi với." "Dạ, tôi biết rồi bà chủ." Ngồi trên xe, Nhã Trúc im lặng không nói gì, khiến cho bà Hồng lo lắng. "Cô chủ, mọi chuyện là do tôi cả. Có gì cô cứ đánh, cứ chửi tôi chịu được hết. Chứ cô đừng im lặng như vậy, làm tôi sợ." "Nếu bà ta mà tỉnh lại thì sao? Bà ta sẽ nói hết tất cả mọi chuyện. Khi đó tôi với bà chỉ còn nước bị đuổi ra khỏi nhà thôi." "Chắc bà ta không tỉnh lại đâu, cô đừng lo lắng quá. Nếu có chuyện gì xảy ra thì đã có tôi ở đây rồi. Vì phải ở nhà nên tôi không đi bệnh viện được với bà nội. Lòng tôi nóng như lửa đốt, chỉ cầu mong bà đừng xảy ra chuyện gì cả." Vừa thấy dì Hồng và cô chủ về ngoài cửa, tôi liền chạy ra hỏi, nhưng trả lời tôi là sự im lặng. Như thế càng làm tôi lo lắng hơn. May mà đúng lúc đó bà chủ gọi điện về báo là bà nội đã qua cơn nguy hiểm, khiến cho tôi mừng không nói thành lời. Mấy ngày sau thì bà nội cũng tỉnh. Nhã Trúc và bà Hồng nghe vậy thì trong lòng sợ hãi đứng ngồi không yên. "Bác sĩ, sao? Mẹ tôi tỉnh rồi mà không nói được sao?" "Bà ấy bị chấn thương quá mạnh nên tạm thời không nói được trong một thời gian ngắn. Người nhà đừng lo lắng quá, mà hãy về chăm sóc động viên bà ấy để bà mau chóng bình phục." Nhã Trúc nghe nói bà nội không nói được thì mừng thầm trong bụng. Vì ở bệnh viện lâu nên bà nội muốn về nhà cho thoải mái. Thấy bà nội về, Nhã Trúc liền ôm lấy bà, giả vờ khóc lóc, khiến cho mọi người trong nhà ai cũng cảm động. "Nội ơi, con thương nội nhiều lắm, nội có biết là con sợ lắm không? Nếu nội xảy ra chuyện gì thì con làm sao mà sống được đây? Từ nay trở đi, con sẽ ở bên cạnh chăm sóc nội." Bà nội nghe Nhã Trúc nói thế, liền ú ớ muốn nói gì đấy. Sợ bị lộ ra bí mật, Nhã Trúc liền lại đẩy bà đi. Nhưng phản ứng của bà càng ngày càng mạnh. Bà nhất định không chịu để Nhã Trúc đẩy xe đi, rồi cả người bà ngã nhào xuống đất. Ông Lý Cường và bà Lệ Xuân thấy lạ nên cũng nói lại với Nhã Trúc: "Chắc là do bà chưa hồi phục nên bà mới kích động như vậy. Con đừng buồn, để bà khỏe lại rồi chăm sóc bà sau cũng được con à." Bà chủ liền quay sang nói với tôi: "Thu à, bác nhờ cháu chăm sóc cho bà nội nhé. Có gì khó khăn thì dì Hồng sẽ hỗ trợ cho cháu." "Dạ, bà chủ cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc bà nội tốt ạ." Không biết sao,
Từ khi tôi chăm sóc bà nội thì bà không có những hành động kỳ quặc giống như với Nhã Trúc. Thay vào đấy là ánh mắt yêu thương của bà lúc nào cũng dành cho tôi. Nhã Trúc thấy Thu chăm sóc cho bà thì lại càng lo lắng hơn. Mắt cô ta đỏ ngầu, hai tay siết chặt, miệng lẩm bẩm như muốn giết chết một ai đó. Rồi cô ta nhanh chóng bước về phía phòng của bà nội. Chờ cho Thu đi xa, cô ta liền nhanh chóng vào phòng, đi lại ngồi bên cạnh bà nội. Nội yêu quý của con, hôm nay con sẽ tiễn nội lên đường. Mặc dù từ nhỏ tới lớn, nội là người yêu thương con nhất, nhưng giờ nội đã biết hết sự thật, thì nội sẽ không yêu thương con như trước nữa phải không? Nói xong, cô ta liền lấy gối đè lên mặt của bà, làm bà ú ớ la lên không thành tiếng. Thu vừa đi lấy nước về thì thấy Nhã Trúc. Cô chủ, cô đang làm cái gì vậy? Nghe Thu hỏi, cô ta giật mình thả gối ra, rồi mặt lạnh đi ra ngoài. Bà nội thấy tôi liền rơi nước mắt. Bà muốn nói với tôi điều gì mà không thể nói được. Tôi không hiểu vì sao cô Nhã Trúc lại muốn hại bà nội. Tôi suy nghĩ một lúc, xong liền đi xuống dưới nhà. Thấy cô ta đang ngồi uống nước, tôi lại gần hỏi. Cô chủ, sao cô lại muốn hại bà nội? Cô nói cái gì? Cô có biết đó là bà nội của tôi, người mà tôi thương nhất không? Cô đừng chối nữa, tôi đã nhìn thấy cô lấy gối đè lên mặt bà nội. Đang nói chuyện thấy bà Lệ Xuân đi lại, Nhã Trúc liền lấy con dao ở trên bàn, đâm mấy nhát vào bụng của mình, rồi gục xuống trước sự ngỡ ngàng của Thu. Cô chủ, sao cô lại làm vậy? Cô mau tỉnh lại đi. Bà Lệ Xuân nghe tiếng la của Thu, cũng nhanh chạy lại. Bà thấy Nhã Trúc đang nằm trên vũng máu. Nhìn sang, thấy hai bàn tay của Thu dính đầy máu. Bà hét lên. Sao cô lại ra tay độc ác với con gái tôi như vậy? Mau gọi xe cấp cứu nhanh. Bà Hồng cũng đi từ dưới bếp lên. Thấy vậy, miệng nói không nên lời, rồi cũng nhanh lấy máy ra gọi xe cấp cứu. Chuyện xảy ra đột ngột như thế, chân tay tôi run lẩy bẩy. Tôi sợ đến mức mặt không còn một giọt máu, rồi cũng nhanh leo lên xe để đi cùng mọi người. Còn ông Lý Cường đang ở công ty, nghe tin Nhã Trúc như vậy, ông liền vội vàng rời khỏi công ty và chạy nhanh đến bệnh viện. Ai là người nhà của bệnh nhân vừa mới đem vào đây? Là tôi ạ, ông Lý Cường liền nói. Cô ấy bị mất quá nhiều máu, ông đi theo tôi để lấy máu truyền cho cô ấy. Ông Lý Cường theo chân bác sĩ đi lấy máu. Bất ngờ bác sĩ nói, nhóm máu của ông và con gái không giống nhau. Sao lại thế được ạ? Tôi là bố ruột của nó mà. Thôi chuyện đó tính sau, giờ đang cần gấp một lượng máu để cứu tính mạng của cô ấy. Sau khi nghe ông Lý Cường nói, bà Lệ Xuân quá bất ngờ. Còn bà Hồng thì lấy máy gọi cho ai đấy. 30 phút sau, bác sĩ ra thông báo. Con của ông bà đã được cứu. Chúng tôi đã tìm được nhóm máu thích hợp với cô ấy. Nghe bác sĩ nói vậy, ai cũng vui mừng và thở phào nhẹ nhõm. Từ nãy tới giờ, tôi chỉ đứng một góc nghe ngóng tình hình. Nay thì cô Nhã Trúc qua cơn nguy kịch, tôi liền đi lại. Bất ngờ, bà chủ đưa tay tát bốp một cái vào má tôi, làm cho tôi xây sẩm mặt mày. Không ngờ, cô là một con rắn độc. Uổng công tôi đã yêu thương tin tưởng cô. Bà chủ à, không phải vậy đâu. Bà hiểu lầm cháu rồi ạ. Xin bà hãy tin cháu. Cháu cũng không hiểu vì sao cô chủ lại tự lấy dao đâm vào bụng mình nữa. Cô còn nói nữa sao? Mau cút khỏi mắt tôi ngay bây giờ và chờ công an đến bắt cô đi. Biết là giờ nói gì cũng không thể minh oan cho mình được, nên tôi đành phải nuốt nước mắt đi về. Về đến nhà, tôi liền thu dọn đồ đạc rồi lên phòng bà nội để chào bà. Thấy bà như không muốn cho tôi đi, mà tôi thấy đau lòng quá. Xảy ra nhiều biến cố như vậy, tôi thấy mình không còn đủ sức để chịu đựng thêm nữa. Tôi quyết định về quê một thời gian, cho tĩnh tâm lại, rồi sẽ quay lại làm rõ ràng mọi chuyện. Hoàng Tuấn có hẹn với Vũ ở một quán cà phê. Này Tuấn, tao ngồi ở bên này. Thế mày chờ tao lâu chưa? Có chuyện gì mà hẹn tao ra tận đây vậy? Thế mày chưa biết tin gì sao? Chưa, tao mới đi công tác 2 ngày mới về mà. Nghe nói Nhã Trúc bị thương, đang nằm ở bệnh viện. Mày nói sao? Cô ấy bị gì mà lại nằm viện? Tao nghe nói là Nhã Trúc bị Thu lấy dao đâm mấy nhát vào bụng. May mà cấp cứu kịp thời,
không là mất mạng rồi đấy. Nghe đến đây, Hoàng Tuấn bắt đầu lùng bùng cả lỗ tai, cả người không giữ được bình tĩnh. Mày nói lại tao xem nào, sao lại có chuyện hoang đường như thế được chứ? Thì tao cũng cảm thấy lạ, nên mới hẹn mày ra đây. Nhìn Thu hiền lành như thế, tao không tin là có chuyện đó được. Thế giờ mày có biết tình hình của cô ấy không? Tao nghe nói là sau khi xảy ra chuyện, cô ấy đã đi về quê rồi. Nghe Vũ nói vậy, Hoàng Tuấn liền nói. Thôi mày ngồi đấy đi, tao về có tí việc. Nói xong, anh nhanh ra lấy xe và gọi cho thư ký sắp xếp công việc ở công ty. May mà bữa hôm anh có chụp lại chứng minh thư của Thu nên mới biết được quê của cô ở đâu mà còn tìm. Hoàng Tuấn vừa đi vừa hỏi thăm mãi, cuối cùng cũng đến được nhà Thu. Thu! Nghe tiếng gọi, tôi quay người lại. Là anh... Sao anh biết được nhà tôi mà tìm đến đây vậy? Có gì khó đâu, chỉ cần tôi muốn là tìm thấy được thôi. Mà em không mời tôi vào nhà sao? À, tôi quên thôi, anh vào nhà đi. Thu à, tôi nghe chuyện của em rồi, em vẫn ổn chứ? Thế anh có tin là tôi đã ra tay với cô Trúc Nhã không? Tôi tin em, ngàn lần tin em, nên tôi mới về đây tìm em. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm vì đã tin tưởng tôi. Cô không thể ngờ là trên thế giới này trừ mẹ ra vẫn còn có người quan tâm và tin tưởng cô đến vậy. Nói xong, cô ôm mặt khóc nức nở như muốn trút hết tâm sự của mình bấy lâu. Hoàng Tuấn thấy vậy liền ôm cô vào lòng mà an ủi. Bất ngờ, bà Hòa đi ngoài vườn vào thấy vậy, bà lên tiếng làm cho Thu và Hoàng Tuấn giật mình mà buông nhau ra. Cậu là ai? Dạ, đây chính là ân nhân đã cứu con lúc con gặp tai nạn ở trên Hà Nội mẹ ạ. Thế bà Hòa, Hoàng Tuấn liền cúi đầu chào. Cháu chào bác, tên của cháu là Hoàng Tuấn. Nhìn Hoàng Tuấn đẹp trai hiền lành mà lại tử tế, bà cảm thấy vui trong lòng, hy vọng con gái của bà sẽ tìm được bến đỗ hạnh phúc mới. Sau khi nghe Thu và Hoàng Tuấn kể lại hết mọi chuyện, bà lại cảm thấy thương đứa con gái của mình nhiều hơn. Nếu không vì lòng ích kỷ của mình thì chắc có lẽ cả cuộc đời của Thu sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn rồi. Tại bệnh viện, sức khỏe của Nhã Trúc đã khỏe hơn nhiều. Bà Lệ Xuân liền về nhà nấu những món ngon để đưa vào tầm bổ cho con gái. Vừa đến cửa phòng, bà định mở cửa bước vào thì nghe bà Hồng và Nhã Trúc đang nói chuyện với nhau. Cô chủ à, sao cô lại dại dột như thế chứ? Cô mà xảy ra chuyện gì, làm sao tôi sống nổi đây? Cuộc đời tôi chỉ muốn ở bên cạnh cô, mà đã phải làm trâu làm ngựa cho gia đình Lý gia gần hết nửa cuộc đời rồi. Bà còn tư cách gì mà nói nữa? Nếu tôi không mạo hiểm tính mạng của mình, thì làm sao mà đuổi con nhỏ đó đi được chứ? Và lấy được lòng tin của bà ta chứ? Biết là như thế, nhưng hôm đó không có ông ta cho máu, thì chắc không giữ được tính mạng của cô rồi. Bà nói sao? Nghĩa là trong người tôi đang chảy dòng máu bẩn thỉu của ông ta. Nhã Trúc phát điên mà hét ầm ĩ lên. Ở ngoài cửa, bà Lệ Xuân như không tin vào tai mình nữa. Đứa con gái mà bà hết lòng thương yêu chiều chuộng lại không phải là con gái của bà. Vậy con gái của bà ở đâu? Bà thấy tim mình nhói đau rồi rút điện thoại gọi cho ai đấy. Cậu đến bệnh viện phụ sản năm xưa tìm hiểu cho tôi chuyện này với. Dạ, thưa bà chủ, bà cứ gửi thông tin sang, tôi sẽ dốc hết sức tìm hiểu cho bà. Đang ngồi với Nhã Trúc thì chuông điện thoại reo. Bà Hồng liền bắt máy rồi đi ra ngoài. Alo, tôi có tin này muốn nói với chị. Người mà chị kêu tôi điều tra, tôi đã có thông tin chính xác. Nhưng cái gì? Bà Hồng liền hét lên trong điện thoại. Dạ, còn có một người cũng đang điều tra về bà ta. Thì người đó là ai? Cậu nói nhanh đi. Dạ, đó là bà Lệ Xuân. Nghe đến đây, bà ta đã hiểu bí mật đã bị bại lộ. Hai mắt đỏ ngầu, mặt biến sắc, miệng rít lên độc ác. Cậu hãy nhanh giết chết bà ta cho tôi. Hết bao nhiêu, tôi sẽ thanh toán cho cậu sau. Nói xong, mặt bà ta lạnh lùng tắt điện thoại và đi vào trong. Vì quen biết nhiều ở bệnh viện, nên bà Lệ Xuân dễ dàng lấy được thông tin của nữ hộ sinh năm xưa. Bà cùng tài xế theo thông tin trên hồ sơ mà bệnh viện cấp đi thẳng về Hòa Bình.
Ngồi trên xe, lòng bà nóng như lửa đốt, chỉ mong nhanh được đến nhà người nữ hộ sinh đấy. Đi trên đường, có hai chiếc xe ô tô hình như muốn cản chiếc xe của bà, nhưng nhờ tay lái của người tài xế cứng mà đã cắt đuôi được bọn chúng. Sau một thời gian tìm đường thì bà cũng tìm được đến nơi mình cần tìm. Vừa bước xuống xe thì bà bất ngờ thấy Thu và Hoàng Tuấn cũng ở đây. Tại sao? Sao hai đứa lại ở đây? Thu thấy bà Lệ Xuân thì sợ hãi, khi nghĩ bà ấy sẽ bắt mình về giao cho công an. Bà chủ, bà về đây có việc gì ạ? Nghe ồn ào ở ngoài, bà Hòa ở dưới bếp chạy lên. Chị là Hòa, nữ hộ sinh năm xưa bệnh viện phụ sản phải không? Bà là ai mà lại biết tôi? Tôi chính là sản phụ năm xưa, được bà đỡ đẻ tên là Lệ Xuân. Bà Hòa gần như không đứng vững, chân tay run lẩy bẩy, bà không ngờ lại có ngày hôm nay. Cả người đang bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bị bất ngờ có hai tên xăm trổ đầy mình đi một chiếc mô tô chạy vào. Nhanh như chớp, một tên xuống xe lấy dao đâm liên tiếp vào bụng của bà Hòa, làm cho bà ấy gục tại chỗ, rồi nhảy lên xe tẩu thoát. Vì bọn chúng ra tay nhanh quá nên không ai kịp phản ứng gì cả. Thu thấy mẹ mình đang nằm trên vũng máu, cô liền chạy lại ôm bà Hòa và la lên, rồi cùng mọi người đưa bà Hòa đến bệnh viện. Ngồi bên cạnh bà Hòa mà Thu khóc nấc lên không thành tiếng. Sao giờ này mà mẹ cô vẫn chưa tỉnh? Thấy vậy, bà Lệ Xuân lại ôm cô vào lòng và nói: Thôi cháu đừng khóc nữa, cố gắng giữ gìn sức khỏe để còn chăm sóc mẹ nữa. Hồi nãy bác sĩ nói với bác là mẹ cháu nhất định sẽ tỉnh lại. Dạ, nhưng mà cháu sợ và thương mẹ lắm bà chủ ạ. À, mẹ đã phải chịu khổ cả đời để nuôi cháu lớn, giờ nhìn mẹ thế này cháu không cầm được nước mắt. Đang trong lúc nói chuyện thì nghe bà Hòa gọi: Nước, nước, cho tôi miếng nước. Thu như không tin vào mắt mình, mừng rỡ lại ôm lấy bà Hòa. Mẹ à, mẹ ơi, thật sự là mẹ đã tỉnh rồi. Cảm ơn trời Phật đã phù hộ, mẹ làm con sợ hết hồn, mẹ đã không bỏ con lại một mình. Bà Hòa nhìn thấy đứa con gái của mình khóc sưng hết cả mắt, mà lòng bà đau như cắt. Bà cảm thấy có lỗi với Thu nhiều lắm. Thấy bà Hòa tỉnh lại, Hoàng Tuấn và bà Lệ Xuân liền vui mừng gọi bác sĩ đến. Bà ấy đã không sao nữa rồi, người nhà cứ yên tâm. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Thấy bác sĩ đi ra, Thu liền nói: Mẹ thấy trông người khỏe hơn chưa? Còn nhất định sẽ báo công an để họ điều tra ai là người đã cố ý giết mẹ. Bà Hòa đã hiểu là ai đã muốn hại mình nên cầm tay Thu lại. Đừng báo công an con, lại đây ngồi, mẹ có chuyện muốn nói với con. Thật ra mẹ đã có một bí mật đã giấu con suốt 20 mấy năm trời. Mẹ có lỗi với con nhiều lắm Thu ạ. Xin con hãy tha lỗi cho mẹ nhé. Nói xong, bà bắt đầu kể lại câu chuyện năm xưa của mình. Năm xưa, bà Hòa và bà Hồng là bạn thân tốt của nhau. Hai người đều ở chung một xóm, đi đâu hay có bí mật gì là đều kể cho nhau nghe. Hồi đó, có một người đàn ông yêu say đắm bà Hòa. Nhưng thật trớ trêu là bà Hồng cũng thích người đàn ông đấy. Biết được chuyện đó, cộng với việc không thích anh ta, nên bà Hòa cũng đã có ý định sẽ nhường lại người đàn ông đó cho người bạn thân của mình là bà Hồng. Bà liền hẹn anh ta ra để nói chuyện. Người đàn ông đó nhất định không chấp nhận lời đề nghị của bà Hòa mà đã kích động đòi cưỡng hiếp. Vì trong lúc hoảng loạn, bà đã lấy một cục đá đập vào đầu anh ta, khiến máu trên đầu anh ta chảy ra và ngất tại chỗ. Vì quá sợ hãi mà bà đã bỏ anh ta lại rồi chạy như một người điên đến tìm bà Hồng và kể lại hết mọi chuyện. Sau khi bà Hồng nghe kể lại chuyện, đã khuyên bà Hòa hãy trốn đi một thời gian, còn mọi chuyện cứ để bà Hồng lo hết cho. Nghe lời bà Hồng, bà Hòa đã bỏ lại tất cả trốn lên Hà Nội. Bà bắt đầu thay đổi họ để đi làm nữ hộ sinh, sau này xin vào làm ở bệnh viện phụ sản của thành phố. Ngày đó, đang trong lúc làm việc thì vô tình gặp lại bà Hồng và biết rõ được hoàn cảnh của người bạn mình. Vì gia đình bà Hồng gặp cảnh nợ nần nên bắt buộc bà phải lên Hà Nội để kiếm việc làm.
Với bản tính của bà Hồng, đi đâu cũng không xin được việc, nên bà đã dấn thân vào con đường làm gái để có tiền trang trải nợ nần cho gia đình ở quê. Sau một lần quan hệ với người đàn ông lạ, do sơ ý mà bà đã có bầu với ông ta. Sau khi nghe tin bà Hồng có bầu, ông ta liền nói sẽ về bỏ vợ và cưới bà Hồng, vì lời hứa hẹn đó mà bà Hồng đã giữ lại cái thai. Đến khi cái thai lớn được 5 tháng, người đàn ông đó cũng bốc hơi không còn một dấu vết gì nữa. Quá đau khổ và nhục nhã, bà liền tìm hiểu thì biết ông ta là một đại gia dởm, chuyên đi lừa đảo phụ nữ, kể cả những người làm gái như bà Hồng. Sau một lần tình cờ thì bà đã gặp được gia đình bà Lệ Xuân. Họ đã cưu mang và giúp đỡ bà Hồng giống như người thân vậy. Ngày đó bà Lệ Xuân cũng có bầu cùng tháng với bà Hồng. Khi đi sinh, hai người đã đi cùng một lúc đến bệnh viện. Vì sức khỏe yếu mà vừa lúc sinh ra, cả gia đình bà Lệ Xuân chưa ai được nhìn thấy mặt đứa bé, chỉ lo chạy theo cứu lấy tính mạng bà Lệ Xuân. Thấy cơ hội tốt như thế, bà Hồng liền nảy ra một kế hoạch và uy hiếp chuyện năm xưa với bà Hòa và bắt bà Hòa phải làm theo. Vì không còn cách nào khác nên bà đành chấp nhận kế hoạch vô nhân đạo của bà Hồng là cháo hai đứa bé vừa mới sinh, rồi đem đứa bé con của bà Lệ Xuân đi một nơi thật xa để cho người khác nuôi. Nhưng đi được nửa đường, bà Hòa thì không đành lòng vứt bỏ đứa trẻ. Bà đã quyết định đem về nuôi và yêu thương chăm sóc cho đến tận bây giờ. Sau đó, bà đến bệnh viện xin nghỉ việc và cố ý để lại địa chỉ cho bệnh viện, hy vọng sau này sẽ có người tìm đến. Nghe mẹ mình kể xong, Thu cứ nghĩ mẹ mình đang kể một câu chuyện nào đó trên phim vậy. Bất ngờ, bà Hòa liền cầm tay bà Lệ Xuân và Thu, nói trong nước mắt. Thu, con chính là đứa bé năm xưa và là con gái ruột của bà Lệ Xuân đây. Thật không thể tin được, sao tự dưng mình lại trở thành con gái của người khác? Cô liền hét lên. Mẹ đang lừa con phải không? Con không tin là như thế. Bà Lệ Xuân liền ôm lấy Thu và nói trong nước mắt. Con gái của mẹ, cũng vì chuyện này mà mẹ đã về tận nơi đây để tìm hiểu, không ngờ lại được gặp chính con ở đây. Mẹ xin lỗi, bao năm qua đã làm thất lạc con, đã khiến con chịu bao nhiêu tủi nhục khổ sở. Giờ mẹ sẽ bù đắp lại tất cả cho con. Nghe những lời đó, tim cô lại nhói đau lên vậy. Không ngờ chỉ một phút ích kỷ của người lớn mà làm cho cô và gia đình cô phải thất lạc nhau trong thời gian dài như thế. Hoàng Tuấn nãy giờ nghe được hết tất cả câu chuyện, anh liền đi lại và nói. Thôi, giờ mọi chuyện đã rõ ràng, em hãy quên hết mọi chuyện, mọi quá khứ và chấp nhận mẹ ruột của mình. Nghe Hoàng Tuấn nói vậy, cô liền quay sang mà ôm lấy bà Lệ Xuân khóc nức nở. Một thời gian sau, bà Hòa cũng đã khỏe và bình phục lại. Mọi người liền thu xếp để lên Hà Nội làm rõ mọi chuyện. Còn về phần Nhã Trúc, cô ta thấy bà Lệ Xuân không vào thăm mình nên hỏi bà Hồng. Sao mẹ tôi lâu rồi không thấy vào thăm tôi vậy? Dì có biết vì sao không? Bà Hồng thấy Nhã Trúc hỏi vậy nên cũng nói dối là hình như là bà chủ có việc đột xuất nên đi vắng một thời gian. Ngày mai là được xuất viện rồi nên cô chủ hãy vui lên nhé. Nhìn đứa con gái của mình đang lo lắng khổ sở mà bà Hồng thấy mình thật có lỗi. Nếu như ngày xưa bà không tham vọng thì giờ đây không phải sống sợ hãi như thế này. Ngày xuất viện chỉ có bà Hồng ở bên cạnh, Nhã Trúc thấy hụt hẫng và khó chịu vô cùng. Vừa bước vào đến phòng khách, bà Hồng và Nhã Trúc như không tin vào mắt mình, thấy bà nội đã khỏe lại, mọi người có mặt đầy đủ và đặc biệt là có cả Thu nữa. Sao mọi người có mặt đông đủ vậy? Chúng tôi ngồi đây để chờ hai mẹ con cô. Mẹ à, mẹ nói cái gì thế? Cô đừng gọi tôi là mẹ nữa, nghe đau lòng lắm. Các người đã ra tay với mẹ chồng tôi, còn bày mưu hãm hại con gái ruột của tôi nữa. Nếu như tôi không nghe được cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con cô thì giờ đây chắc đã bị dắt mũi rồi. Không ngờ gia đình chúng tôi đã nuôi ong tay áo trong một thời gian dài như thế. Biết là bí mật đã bị lộ, Nhã Trúc liền ôm chân bà Lệ Xuân mà cầu xin. Còn xin mẹ ạ,
sự thật không phải như vậy đâu. Mẹ đừng nghe người khác nói. Cô cần sự thật ư? Thù con gái tôi chính là sự thật mà các người đã cố ý che giấu đang ngồi ở đây. Quay sang nhìn Thu, hai mắt của Nhã Trúc bắt đầu chuyển màu, hai hàm răng nghiến chặt lại với nhau, kêu lên kèn két. Bất ngờ, cô ta với con dao gọt hoa quả ở trên bàn, rồi dí vào cổ của Thu, kéo Thu đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Các người muốn nó sống thì đừng đi theo tôi. Cô ta kéo Thu đi ra đến cổng, thì bắt một chiếc taxi, rồi chạy đến một chỗ vắng không có người, rồi xuống xe. Tất cả mọi người, ai cũng sợ Nhã Trúc làm hại Thu, nên cũng đều lên xe đi theo sau. Nhã Trúc, con hãy nể tình mẹ nuôi con bao năm nay mà tha cho đứa con gái tội nghiệp của mẹ. Bà Lệ Xuân vừa khóc, vừa quỳ xuống cầu xin Nhã Trúc. Lời của bà Lệ Xuân như châm thêm ngọn lửa thù hận trong người Nhã Trúc. Hôm nay, tao sẽ giết chết mày trước mặt người mẹ ruột của mày, mà mày vừa mới tìm được, để cho bà ta phải đau khổ và ân hận suốt đời. Vì mày xuất hiện, đã cướp hết tất cả những gì vốn có của tao. Nói xong, cô ta liền dí sát dao vào cổ, làm cổ cô chảy máu. Ai nấy cũng đều sợ hãi mà hét lên. Bất ngờ công an đến, giơ súng chuẩn bị bắn Nhã Trúc để giải nguy cho Thu. Bà Hồng thấy vậy, liền chạy lại đỡ cho Nhã Trúc. Không may viên đạn trúng vào ngực của bà ta. Nhã Trúc liền đẩy Thu ra, vứt dao sang một bên mà ôm lấy bà Hồng. Mẹ à! Nghe được tiếng gọi, bà Hồng liền nở một nụ cười, đưa tay sờ lên mặt của Nhã Trúc. Con gái của mẹ, cuối cùng con cũng chấp nhận người mẹ này rồi. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Mẹ là một người mẹ không tốt, con hãy tha thứ cho mẹ. Được mà, con sẽ tha thứ cho mẹ. Nhất định mẹ phải sống, vì giờ ngoài mẹ ra thì không còn ai thương con nữa rồi. Nhìn đứa con gái bé nhỏ của mình đang khóc, bà Hồng như nhận ra một điều, là bao năm qua mình đã sai. Nếu như được quay lại thời gian thì bà sẽ sống một cuộc đời khác, sẽ yêu thương con gái của bà nhiều hơn. Nhìn thấy cảnh hai mẹ con bà Hồng như vậy khiến cho tất cả mọi người ai cũng phải rơi nước mắt. Hơi thở của bà Hồng bắt đầu yếu dần, rồi bà gục vào người của Nhã Trúc. Mẹ à, sao mẹ lại bỏ con chứ? Mẹ đã làm được gì cho con đâu mà nỡ bỏ con lại một mình như thế. Nhã Trúc liền gào lên trong vô vọng, rồi ngất xỉu ra giữa đất. Một thời gian sau, khi chôn cất dì Hồng xong thì Nhã Trúc cũng xuống tóc đi tu. Còn tôi thì trở về vòng tay yêu thương của bố mẹ và bà nội. Thấy mẹ một mình ở dưới quê, tôi xin bố mẹ ruột đón mẹ lên ở cùng thì ai cũng đồng ý. Còn về phần Hoàng Tuấn, anh tích cực theo đuổi tôi, khiến trái tim tôi một lần nữa lại thổn thức, yêu thêm một lần nữa. Trong một lần hẹn hò, Hoàng Tuấn lấy một chiếc nhẫn từ trong túi ra, rồi quỳ xuống cầu hôn Thu. Thu, hãy làm vợ anh nhé. Hành động của Hoàng Tuấn làm Thu xúc động, không nói nên lời. Cô liền gật đầu đồng ý. Hai người liền ôm chầm lấy nhau và trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Mấy ngày sau, Thu lại một lần nữa được khoác lên mình chiếc áo cô dâu trong sự chúc phúc của mọi người. Phải nói từ sau khi biết được thân phận thật của mình và làm vợ của anh, tôi thấy cuộc đời mình thật may mắn và hạnh phúc. Duy chỉ có một điều là chúng tôi cưới nhau lâu rồi mà vẫn chưa có con. Tôi liền giấu anh đi đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ, tôi có vấn đề gì không mà mãi không có thai được ạ? Cô đã sảy thai một lần rồi phải không? Dạ đúng ạ, có vấn đề gì không bác sĩ? Lần sảy thai đấy khiến tỷ lệ mang thai của cô thấp hơn bình thường. Tôi tưởng là cô phải biết chuyện này rồi chứ. Nghe bác sĩ nói xong, khiến cho tôi vừa ngạc nhiên vừa lo sợ. Sợ sẽ phải đối mặt sự thật này với anh và tất cả mọi người. Về đến nhà, tôi lấy hết can đảm nói hết sự thật cho anh nghe. Bất ngờ tôi nhận được câu trả lời từ anh. Chuyện này anh biết từ bữa em bị tai nạn. Anh sợ em buồn nên đã không cho bác sĩ nói với em. Thôi em đừng buồn và suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe. Con cái là trời cho, chỉ cần có em bên cạnh là anh hạnh phúc lắm rồi. Tôi há hốc mồm vì ngạc nhiên. Không ngờ anh lại là một người đàn ông tuyệt vời và sâu sắc đến vậy.
Cách một tháng sau, tôi thấy trong người khó chịu, ăn cái gì cũng cảm thấy buồn nôn. Tôi nghĩ hay là mình có thai, liền chạy nhanh đi mua que thử thai. Đúng là ông trời không phụ người tốt. Thử xong liền lên hai vạch, khiến cho tôi vui mừng mà nhảy lên, rồi lấy máy gọi cho anh để báo tin vui. Từ khi biết tôi có thai, mọi người trong nhà ai cũng cưng chiều tôi, giống như bà Hoàng, nhiều lúc làm tôi thấy ngại. Không hiểu sao có bầu là tôi cứ toàn thèm ăn ốc. Tôi liền rủ anh đưa tôi đi ăn ốc. Anh kêu có quán gần nhà, mới mở đông khách lắm. Tôi liền đồng ý rồi lên xe đi với anh. Đến quán ốc, tôi liền gọi một đĩa ốc xào là món khoái khẩu của tôi. Khi ông chủ quán quay lại khiến tôi giật mình. Hiếu, là anh sao? Nghe tôi gọi, Hiếu cũng bất ngờ. Là em à Thu. Từ hôm đó tới giờ anh không có tin tức gì về em nữa. Cho anh xin lỗi em nhé. Hiếu liền quay sang Hoàng Tuấn hỏi. Thế người này là ai? Dạ đây là chồng của em ạ. Nhìn thấy Thu và Hoàng Tuấn hạnh phúc bên nhau, Hiếu cảm thấy xấu hổ và có chút chạnh lòng. Rồi anh cũng ngồi xuống, kể hết những biến cố mà gia đình anh đã trải qua. Do công ty anh làm ăn thua lỗ nên dẫn đến phá sản. Còn mẹ anh thì bị tai biến nằm một chỗ. Còn Diễm, sau khi anh trắng tay, cô ấy đã bỏ anh rồi đi theo người khác. Anh vay mượn được một chút ít, cố gắng mở quán ốc này để trang trải cho cuộc sống. Nghe anh kể xong mà tôi cảm thấy buồn cho cuộc đời của anh. Âu cũng là số phận của mỗi người cả. Bất chợt một cơn mưa xuất hiện, Hoàng Tuấn liền kéo tôi vào lòng mà ôm lấy tôi. Hy vọng sau cơn mưa này trời sẽ lại sáng. Và con người cũng vậy, khi gặp khó khăn thử thách sẽ giúp chúng ta biết vươn lên trong cuộc sống mà hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Các bạn thân mến, câu chuyện ngắn đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện mới tiếp theo sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh Chuyện Đêm. Xin chào và hẹn gặp lại.